Trong cái buổi hôm nay, buổi đầu tiên ấy, thì mình sẽ giới thiệu về cơ bản về thị trường chứng khoán, tức là vì cái nội dung này ấy, nội dung này là dành cho những cái người mà mới toanh nhá, cũng có thể học được nhá. Thì mình sẽ đi từ cơ bản đến gọi là từ đơn giản nhất cho đến phức tạp hơn, đúng không? Do đó là mình sẽ giới thiệu về chu kỳ của kinh tế và chu kỳ của thị trường chứng khoán này, đúng không? Rồi là các sàn giao dịch, các lệnh mua bán này, rồi cấu tạo đồ thị và cách sử dụng web front-end này. Thì cái buổi hôm nay ấy, cái nội dung quan trọng nhất của cái buổi hôm nay là mình nói về chu kỳ của thị trường chứng khoán, cái cách nhận biết cái chu kỳ và mình cái cách mà để mà mình đầu tư theo chu kỳ. Vì trước khi mà nói về tất cả các cái phương pháp phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật ABC, XYZ thì đó, đúng không? Phân bổ vốn rồi gì quản trị rủi ro nọ kia, tất cả các thứ, thì đầu tiên là mình phải nói về chu kỳ. Nếu mà mình đầu tư đúng chu kỳ thì bạn làm gì cũng được, mua xong bạn chỉ cần vứt đấy thôi, mua sai cũng được, không cần biết nến nhặt là gì, không cần biết phân tích cơ bản, không cần biết kỹ thuật, phân tích kỹ thuật là gì, bốc đại một con, mua đúng chu kỳ, vứt đấy 1 năm đảm bảo lãi 99% là lãi, được chưa? Đó, thế cho nên là trước khi nói về bất kỳ phương pháp nào, mình sẽ nói cái phần chu kỳ này trước. Nó cũng giống như là bây giờ bạn trồng cây thì bạn phải chọn trước khi mà trồng cây gì, trước khi mà trồng ở đâu thì bạn phải xem đấy là nó đang vào cái mùa gì. Mùa xuân thì ta phải cái trồng những cái cây nó thuận lợi cho mùa xuân, mùa hạ trồng cây thuận lợi cho mùa hạ, tức là cái thời điểm nó rất là quan trọng. Đó. Thì bây giờ mình ở cái đấy là cái phần đầu nhá, cái phần sau, phần thứ hai thì mình mới nói về các cái phương pháp phân tích kỹ thuật gọi là sao ạ? Thông dụng nhá, thông thường. Được chưa? Mà mọi người có thể là, tức là nó khá là đơn giản để áp dụng, nhưng mà tất nhiên thì mọi thứ nó đều có giá của nó. Những cái đơn giản thì đôi khi là nó không đi vào bản chất của vấn đề, nhưng mà mọi người vẫn có thể kiếm tiền được với nó nhé, vẫn có thể kiếm tiền bằng nó. Còn sau đó thì mình sẽ giới thiệu một cái phương pháp là VSA và Quickbit, thì là cái phương pháp mà theo mình nó là tốt nhất hiện nay, nhưng mà để mà nắm bắt được nó thì nó lại không hề dễ dàng. Mọi người cần phải có sự kiên trì và cần phải có làm sao là cần phải đi đúng hướng. Còn mình đã xem rất nhiều những cái video trên YouTube, và sau đó là cuối cùng là mình bỏ sang một bên, là mình quyết định không không xem những cái kênh YouTube về cái nội dung này nữa, mà mình sẽ phải tự tìm hiểu theo cái cách của mình, vì nó có nhiều nội dung nó bị sai lệch, nó không đúng với bản chất của phương pháp. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi vào chu kỳ của thị trường chứng khoán nhé. Cái này nhầm. Đây rồi. Thì trước khi đi vào chu kỳ ấy, thì mình sẽ nói qua về một cái nhà đầu tư thành công, đúng không? Thì họ phải có họ phải học được những cái gì, họ phải biết những cái gì. Đó, thứ nhất là về mặt phương pháp đầu tư. Phương pháp đầu tư thì phân làm hai loại là phân tích cơ bản này, bên này là phân tích kỹ thuật, đúng không? Phân tích cơ bản thì phải lựa chọn doanh nghiệp tốt, rồi doanh nghiệp tăng trưởng nọ kia các thứ, đúng không? Bên phân tích kỹ thuật thì nào là Wackoff, rồi VSA, Bryson, chỉ báo, đúng không? Đây, nhưng mà đây nó chỉ mới chỉ là 1/3 thôi, nó là phương pháp. Có phương pháp tốt rồi thì bạn cần phải có cả hai yếu tố còn lại, là cái tâm lý giao dịch. Thì trong cái khóa của mình ở trong cái buổi này, ba buổi này thì mình sẽ không đủ thời gian để nói về cái tâm lý giao dịch này. Nhưng mà mình nói đơn giản là cái tâm lý giao dịch này thì mọi người hiểu rằng là có thể là các bạn có phương pháp, đúng không? Nhưng mà cái tâm lý của bạn không tốt, lúc nào cũng lo sợ thị trường sập, đúng không? Lúc nào cũng hoặc là nó cứ tăng lên thì lại sợ tăng cao, là chỉ thì lại tăng mạnh quá rồi thôi bán, đúng không? Bán để mua lại, nhưng mà bán xong thì nó lại chạy tiếp, nó lại không mua lại được nữa. Hoặc là nhìn thấy nó tăng cao lại không dám mua, đúng không? Hoặc là đến lúc mà nó chạy mạnh quá thì tất cả mọi người lao vào mua thì mình lại lao vào mua, thế là lại đúng đỉnh, đúng không? Tâm lý FOMO, đôi khi là FOMO hoặc là sợ hãi, một trong hai cái tâm lý đấy đều rất là nguy hiểm. Và cái thứ ba là cái quản trị rủi ro. Đúng không? Quản trị rủi ro tức là gì? Mình đi vốn như thế nào, đi bao nhiêu cổ phiếu, mỗi cổ phiếu mua tỷ trọng như thế nào, đúng không? Và một cái cổ phiếu đấy mình mua chia làm mấy lần, mỗi lần mua bao nhiêu đó, và cắt lỗ ở đâu, chốt lãi ở đâu. Đó thì đấy chính là cái việc đi vốn và quản trị rủi ro đó. Thì hai cái phần này là ở trong cái khóa chuyên sâu của mình là dành nguyên một buổi để nói về hai cái phần này.
cực kỳ quan trọng. Còn nếu bạn chỉ có phương pháp không mà hai phần này không tốt thì là vẫn thua. Còn có những người thì có những người người ta nói là tôi chỉ cần Vậy có thì tâm em lại hết lý, pin. có những người là nói rằng là tôi chỉ cần có tâm lý giao dịch tốt thôi là tôi đã chiến thắng thị trường rồi, đúng không? Thì tại sao lại như vậy? Thì hôm nào mình sẽ làm riêng một cái video về tâm lý giao dịch cho mọi người. Họ nói không sai đâu, họ nói không sai đâu. Rồi, mình tuy nhiên là sao ạ? Đây là cái mô hình nhà đầu tư thành công nhá. Nhưng mà trước khi mà đi đến với cái ông nhà đầu tư thành công này thì mọi người phải trả lời được cái câu hỏi là khi nào thì tôi nên tham gia thị trường, đúng không? Chứ không phải mọi người có tiền là bất kỳ thời điểm nào thị trường mọi người cũng nhảy vào đâu, không phải nhé, hoàn toàn sai. Cái câu hỏi là khi nào tôi nên tham gia thị trường, đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ dở cái chart của cái cổ phiếu SSI này. SSI đúng không? Thì mọi người có thể thấy rằng là người ta cứ bảo là phái sinh nó mới trò chơi tổng bằng không, nhưng mà thực ra mình thấy chứng khoán cơ sở trò chơi tổng nó bằng không này. Bên này nó đi từ đây lên, đi từ 16 lên 50, xong từ 50 lại về 16, đúng không? Thế có phải là tổng bằng không không? Thế bây giờ quay lại vấn đề là nếu mà bạn mua ở bên này, nếu tôi là người mua ở bên này, tôi mua ở đâu tôi cũng lãi. Kể cả tôi đu cái đỉnh này là 21 đúng không? Bây giờ về giảm về 14. Tôi không bán hết. Tôi cứ ôm tôi vứt đấy một năm. Bây giờ là đây đu đúng cái đỉnh này luôn, 18 tháng 1 năm 2021. Thế bây giờ đến đây 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 14 tháng 1 2022, đúng rồi, 45, đây là 21, thì tôi x2 tài khoản, tôi chả biết gì phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, tôi cứ mua, đúng không? Nhưng mà có một ông rất giỏi phân tích kỹ thuật nha, rất giỏi phân tích kỹ thuật, đúng không? Chen lên chỗ này, chỗ này đang nhịp lên rất là mạnh, mua đây. Sau đó sao? Ôm đến tận đây, lên trên này, chỗ này là 20 nhá, lên trên này lại 20% không bán và ôm đến tận đây, và nó về còn gần 10 đúng không, 12 13, cắt lỗ đúng đáy đúng chưa, hoặc là không cắt lỗ thì đến bây giờ đã hòa vốn chưa, bây giờ thì lãi rồi đấy. Nhưng mà thường là rơi ở đoạn này, đúng không? Thế thì bây giờ mọi người thấy là tại sao nó lại như vậy, tại sao một ông mà không biết gì mua bên này vẫn ăn, còn một ông rất giỏi nhưng mua bên này vẫn chết, đúng không? Ở cái đoạn downtrend này là rất nhiều người hô là mua theo cơ bản nhá, công ty tốt nhá, trung bình giá nhá, nhưng mà càng trung bình càng chết, đúng không? Không phải là vì người ta không giỏi, người ta quên mất một cái điều là thị trường nó có tính chu kỳ. Trước khi bạn nghĩ đến nến, nghĩ đến phân tích nọ kia ABC, hãy nghĩ đến chu kỳ, và mình đầu tư sai chu kỳ thì mình sẽ thua. Và bây giờ nếu nhìn lại quá khứ nhá, thì có phải đây cũng thế, 2018 y nguyên Nguyễn Y Vân đúng không? Tôi mua một nửa bên này, kể cả tôi đu cái đỉnh này, về đây lỗ 30%, mà tôi cứ ôm, một năm sau tôi vẫn lãi x2, x3, x4 đúng không? Nhưng mà đu bên này, kể cả bắt được cái đáy này, nhưng mà nó còn xuống tận đáy này cơ, đúng chưa? Rồi, kéo tiếp về mé bên này nhá, đoạn này đi ngang hơn. Đây, đây thì nó cũng như thế, và đây nó cũng như thế, đúng không? Và bây giờ lại quay lại là thì bây giờ cái cổ phiếu này nó thế, còn cái cổ phiếu khác thì sao? Thế thì thôi mình sẽ không lấy cổ phiếu nữa, mà mình sẽ nói về, mình sẽ so sánh với cả VN Index nhá, để mọi người biết rằng là nó cũng thế thôi, đúng không? Đây, VN Index đoạn này thì cũng ở trên cao, rồi đoạn này cũng xuống, đúng chưa? Cái đường màu vàng này là VN Index nhá, đoạn này cũng vòng lên, đoạn này cũng vòng xuống, đúng không? Đây nó cũng vòng lên, 2018 2020 lại vòng xuống, và 2022 lại vòng lên. Nói chung là nó cũng như thế, được chưa? Muôn đời là nó cứ như thế thôi, đúng không? Thế cho nên là mình vẫn nói với anh em trong group của mình là sẽ có một lúc nào đó, có thể là một vài năm nữa, mình cũng chả dùng VSA, cũng chẳng dùng cuối cọ, mình cũng chẳng phải phân tích cái gì cả. Lúc đấy nếu mà khi có một cái số vốn đủ lớn, mình chỉ canh cái nhịp chu kỳ của thị trường thôi để mà mình đầu tư, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, không phải nhảy ra nhảy vào. Được chưa? Nhưng mà tất nhiên là khi đó thì cái vốn nó tương đối, thì tức là mọi người, nếu mọi người đầu tư theo cái phương pháp đó thì mọi người, thứ nhất là mọi người có thể là có một cái nguồn thu khác, hoặc là mọi người không phải lo đến cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa, thì vứt một cái cục vốn đó hết chu kỳ là ta bán. Còn bây giờ làm sao để hết chu kỳ, làm sao để biết hết chu kỳ? Thực ra nếu nếu mà để nói là biết hết chu kỳ ấy, mà mọi người nhìn nến ấy, thì đôi khi là nó không rõ ràng đâu, nhưng mà
Vào phần tiếp theo mình sẽ nói có những cái dấu hiệu về mặt vĩ mô, về mặt kinh tế nhá. Được chưa? Và sau đó thì mọi người lại biết được những cái dấu hiệu về mặt kỹ thuật theo chỉ báo hoặc là theo sao ạ? Đây đúng không? Quét vọt đúng không? Thì càng tốt càng tuyệt vời. Đúng không? Nhưng mà cái gốc của nó, cái gốc của cái việc chấm dứt chu kỳ chính là chu kỳ nền kinh tế. Được chưa? Và nó thể hiện lên cái đồ thị này bằng giá, bằng khối lượng. Đúng không? Cho nên mọi người có thể dùng một trong hai hoặc là kết hợp cả hai. Rồi, thì bây giờ mình để mình bây giờ mình sẽ đi cụ thể vào cái chu kỳ của nền kinh tế và nó có mối quan hệ như thế nào đối với thị trường chứng khoán. Đúng không? Nhầm. Rồi, đây. Đây là cái chu kỳ của nền kinh tế. À, mọi người có biết làm sao để cho cái này nó trôi lên không? Nó đứng ở đây. Cả cái vùng đen đen ở trên này nó ẩn đi. Nhìn nó hơi vướng. Rồi, thì đây là chu kỳ của nền kinh tế thì mọi người sẽ thấy rằng là đầu tiên là mình bắt đầu bằng đỉnh của chu kỳ. Đúng không? Đỉnh của chu kỳ đây mình nhìn nội dung bên này rõ hơn này. Là khi mà kinh tế tạo đỉnh này thì nó sẽ tăng trưởng chậm lại đúng không, và đạt đỉnh lạm phát thì tiếp tục gia tăng, tức là lạm phát nó có từ dưới này rồi lên trên này nó tiếp tục gia tăng đúng không, tiếp tục tăng mạnh. Nhưng mà lạm phát làm sao đạt đỉnh chưa, chưa đạt đỉnh đâu, thì sau cái quá trình mà tạo đỉnh của nền kinh tế ấy, thì nó bắt đầu suy thoái đúng không. Trong cái quá trình suy thoái thì mọi người có thể nhìn rõ là cái năm nửa cuối năm 2022 đến đầu 2023 đúng không, lãi suất thì cao. Mọi người có nhớ cái tháng 12 năm 2022 mà mình gửi nhá, mọi người gửi tiền mặt, để tiền mặt trong tài khoản chứng khoán qua đêm là đã được lãi suất 7,5% rồi nhá, ở Techcombank Security nhá, qua đêm được 7,5% rồi đấy, thì phải biết là nó lãi suất mà mọi người vay nó phải cao đến mức nào, hoặc là lãi lãi suất tiền gửi lúc đó thì chắc mình nghĩ là gửi kỳ hạn 6 tháng hay là 12 tháng có khi nó cũng phải đến 10 thậm chí là 11% đúng không. Và khi đó thì sao, chính là cái thời điểm tháng 12 năm ngoái thì chứng khoán thời điểm tháng 12 thì chứng khoán bắt đầu phục hồi rồi, nhưng mà trước đó là lãi suất đã bắt đầu cao rồi đúng không, còn thời điểm khi mà lãi suất mà đạt đỉnh thì chứng khoán bắt đầu tạo đáy rồi, nhưng mà trước đó lãi suất tăng cao này, trong cái quá trình suy thoái, trong cái quá trình suy thoái này lãi suất tăng đúng không? Từ giữa năm 2022 là lãi suất bắt đầu tăng đúng không, lãi suất bắt đầu tăng và kinh tế thì kinh tế thì khá là khó khăn, sản xuất các doanh nghiệp sản xuất cũng khá là khó khăn vì là làm sao kinh tế thì đình trệ rồi này, kinh tế chung của thế giới luôn và Việt Nam hàng thì không bán được đúng không, trong khi đó là lãi suất thì lại cao, như vậy là cái tiền trả lãi, cái mà gọi là lợi nhuận không bù được tiền trả lãi đúng, thì khó khăn thì sẽ dẫn đến thất nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp phá sản đúng, thì cả cái giai đoạn suy thoái rất là khó khăn. Nhưng mà sao ạ, đấy là cái quá trình suy thoái nhé, và sau đó thì bắt đầu làm sao ạ, mọi người sẽ thấy là nó tiến về đáy thì bắt đầu có những cái biện pháp hỗ trợ của chính phủ như là hạ lãi suất đúng không, rồi là gần đây thì có giảm VAT, rồi là bơm tiền thúc đẩy đầu tư công, tức là từ đầu năm nay là nói rất nhiều cái vụ mà thúc đẩy giải ngân đầu tư công đúng không, và hạ lãi suất cũng mấy lần rồi đúng không, thì là bắt đầu là khi mà ở đáy chứng khoán gọi là thị trường nền kinh tế ở đáy thì chính phủ đã đưa ra những cái biện pháp này để mà thúc đẩy đúng không? Thì khi đó làm sao ạ, lãi suất giảm đúng không, rồi thúc đẩy nền kinh tế thì nền kinh tế lại bắt đầu phục hồi đúng không, người ta vay nó được cái lãi suất thấp hơn, rồi là tiền bơm ra vào đầu tư công thì những cái ngành khác nó cũng sẽ được hưởng lợi theo đúng không? Rồi giảm thuế VAT đó thì là kinh tế lại bắt đầu đi lên, và cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn tiền rẻ này, tiền rẻ tức là sao, lãi suất thấp thì người ta gọi là tiền rẻ, tức là tôi cầm cái cục tiền tôi đi gửi ngân hàng tôi trả được lãi là mấy thì người ta gọi là tiền nó rẻ đúng không, thì khi đó là kinh tế bắt đầu phục hồi, như ví dụ như hiện nay là kinh tế bắt đầu phục hồi này đúng không,
vay dễ dàng hơn này, từ tiêu dùng bắt đầu tăng lên này, tín dụng cũng bắt đầu tăng đúng không? Đó, và khi mà nó lại bắt đầu tiền nó rẻ quá thì lại bắt đầu sao kinh tế lại phát triển mạnh quá thì nó lại dẫn đến là tăng trưởng nóng đúng không? Và khi mà tăng trưởng nóng thì nó dẫn đến lạm phát. Đó, thì đã lạm phát thì làm sao lại bắt đầu tăng lãi suất? Lại quay lại cái câu chuyện là bắt đầu tăng lãi suất. Và rồi kinh tế khi mà bắt đầu tăng lãi suất thì kinh tế lại đạt đỉnh, lạm phát chưa đạt đỉnh nhưng lạm phát vẫn còn tăng tiếp. Đạt đỉnh mé bên này cơ. Đó. Và lại quay lại bên này, lãi suất cao thì tiền đắt, đúng không? Thì đấy là cái chu kỳ của kinh tế. Thì bây giờ nó ảnh hưởng như nào đến chu kỳ của chứng khoán và cái yếu tố nào trong nhìn loằng ngoằng như này thôi, nhưng thực ra chỉ có một yếu tố duy nhất quan trọng nhất chính là yếu tố lãi suất. Tí nữa mình sẽ dở cái sơ đồ đây, dở cái sơ đồ của thị trường chứng khoán đúng không? Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái đường màu xanh này là chu kỳ kinh tế và cái đường màu tím này là thị trường chứng khoán đúng không? Thì có phải rằng là thị trường chứng khoán nó tạo đáy vào cái tháng 11, giữa tháng 11 năm ngoái đúng không? Trong khi đó thì làm sao? Lãi suất nó vẫn đang cao và chưa hạ lãi suất. Đúng không? Thì bắt đầu là tuy là chưa hạ lãi suất nhưng mà làm sao? Nó có những cái thông tin rằng là sẽ hạ lãi suất, đúng không? Hoặc là mức lãi suất lúc đấy nó làm sao? Nó đã đạt đỉnh rồi. Đang có cái này chứ, đang có cái này chứ. Mức lãi suất lúc đó là nó đã đạt đỉnh rồi đúng không? Thế cho nên là thì thông thường ấy, cho nên là thông thường khi mà lãi suất bắt đầu làm sao bắt đầu hạ hoặc là lãi suất bắt đầu là không tăng nữa thì mọi người có thể nghĩ về thị trường chứng khoán đã bắt đầu tạo đáy. Và khi mà làm sao ạ, khi mà chính thức là hạ lãi suất nhá, thì là mọi người có thể hoàn toàn an tâm là thị trường chứng khoán đã tạo đáy. Được chưa? Đó, thì kinh tế là tạo đáy ở bên này cơ nhưng mà chứng khoán thì nó thường tạo đáy trước khoảng độ 3 tháng đúng không, vài 3 tháng đó. Thì kinh tế thì có khi sang đầu 2023 mới tạo đáy nhưng mà chứng khoán tạo đáy từ giữa tháng 11 đúng không, và sau đó thì sao ạ, sau đó thì kinh tế bắt đầu phục hồi đi lên. Thì bây giờ chúng ta ở đâu đó ở cái đoạn này, cái giai đoạn mà gần cái đường trung bình này này, gần cái đường trung bình của thị trường này này, được chưa, ở đâu đó gần đoạn này. Và rõ ràng là ở giai đoạn này là tiền đang rẻ nhé, lãi suất thì đang thấp mặc dù nó có thể rẻ nữa đúng không. Nhưng mà bây giờ quay lại cái vấn đề tại sao lúc nãy mình nói là thị trường cho nó rung rũ thoải mái đi, vì là với cái vĩ mô ấy, với cái tính chu kỳ của thị trường ấy, khi nào chưa tăng lãi suất tôi chưa sợ nghe, bao giờ có thông tin rằng là sẽ tăng lãi suất thì mới lo nhé, thì mới lo đến quá trình phân phối. Còn bây giờ nó vẫn loanh quanh ở trong cái đoạn chen lên này thôi mà lãi suất vẫn còn chưa giảm xong cơ mà, cho nên thị trường nó chưa thể rơi được. Còn những cái nhịp mà rung rũ các thứ thì cái thời điểm này chúng ta là mới đang ở khoảng độ 1/3 con sóng thôi, cho nên mọi người nếu mọi người đang đầu tư thì mình nghĩ là nên để tối thiểu 50% tài sản của mình vào cái việc đầu tư trung hạn tối thiểu chứ, còn đâu 50% mọi người thích lướt lát thì lướt. Tại vì rõ ràng là nếu mà những ai mà mình không nói bắt đáy được giữa tháng 11 nhé, những ai mà cầm từ đầu năm đến giờ đi, cầm từ đầu năm đến giờ, tháng 1 đến giờ, và những bạn mà lướt sóng thì mọi người cứ thử nghĩ xem những cái ông mà cầm ôm từ đầu năm đến giờ chắc chắn là lãi hơn những ông lướt sóng, còn lớn là thế đúng không, lướt sóng nhiều khi còn sai nhịp còn lỗ nhưng mà ôm từ đầu năm đến giờ chắc chắn lãi, còn lãi nhiều nhiều cổ phiếu x2 x3. Vì làm sao ạ, vì có thể ông ấy cũng chả biết là chu kỳ đâu nhưng mà ông ấy ăn may là ông ấy ở đây, ông thực ra nếu mà tính từ đầu năm thì nó sẽ rơi vào cái đoạn này, là ông ấy ôm được từ đoạn này, ông không bắt được đáy nhưng mà ông ôm được từ đoạn này và bây giờ nó đang ở đây đúng không. Cho nên là chỉ cần ngồi đúng chỗ thôi, ngồi đúng thời điểm, không cần làm gì cả, không cần biết phân tích kỹ thuật, không cần biết phân tích cơ bản, ngồi đúng thời điểm của chu kỳ được chưa, là sẽ có lãi. Và thời điểm của chu kỳ được xác định bởi cái gì, lãi suất nha, yếu tố lãi suất. Còn thực tế nếu mà để ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thì nó có mấy yếu tố cơ, lạm phát này, tỷ giá này, lãi suất này, nhưng mà tí nữa sang cái phần sau thì mình sẽ nói rồi, hai cái thằng này nó cũng chỉ xoay quanh lãi suất thôi nha. Đó, thế bây giờ lại nói là khi nào thì chúng ta nên sợ hãi đúng không, khi nào nên chúng ta nên chuẩn bị cái tinh thần để mà bán ra.
là khi bắt đầu tăng lãi suất hoặc là có tín hiệu sẽ tăng lãi suất đó, thì chúng ta bắt đầu sẽ nghĩ đến là à cái vĩ mô của nền kinh tế là nó đang sắp đạt đỉnh rồi, được chưa? Thì chúng ta bắt đầu là nghĩ đến cái việc là nếu mà chúng ta lời quá nhiều thì chúng ta chốt bớt đi đúng không, và hạn chế mua nhiều, hạn chế margin đúng không, hạ hết margin chỉ để tiền thôi, được chưa? À, bắt đầu nghĩ đến cái việc bán đi đúng không? Và có một cái lưu ý nữa là trong cả một cái chu kỳ của nền kinh tế này thì nó sẽ các cái ngành nghề nó sẽ chạy như nào. Đầu tiên nó sẽ là chứng khoán. Tại cái thời điểm đầu tiên ấy, chứng khoán bao giờ cũng chạy trước, cho nên là cái thời điểm đáy này chính là đáy của thị trường, là chứng khoán nó sẽ chạy trước này đúng không, đáy thị trường chứng khoán. Mà sau khi chứng khoán chạy thì vì làm sao ạ, lãi suất nó vẫn còn cao mà. Sau khi chứng khoán chạy thì với cái sự mà hạ lãi suất như vậy đúng không? Kinh tế bắt đầu phục hồi thì sản xuất bắt đầu phát triển đúng chưa, sau khi sản xuất bắt đầu phát triển mạnh rồi, à lên đây lưng chừng đoạn giữa này rồi, 70% ở đoạn này rồi đúng không, ui chứng khoán x5 x10 chốt lời, sản xuất có lãi đúng không, cầm tiền, thì người ta sẽ làm gì ạ, múc bất động sản. Đoạn này là đoạn múc bất động sản, cho nên là sóng bất động sản thì thường là sóng gần cuối rồi đúng không. Nhưng mà có cái đoạn nhưng mà như hiện tại, thời điểm hiện tại ấy, đấy là như là lần trước nhá, chu kỳ trước nhá, năm 2022 đúng không. Còn chu kỳ này thì sao ạ, bất động sản này mình đang nói bất động sản ngoài thị trường nhá, chứ mình không nói là cổ phiếu bất động sản nhá. Cổ phiếu bất động sản thì nó là chứng khoán thì nó vẫn chạy cùng với chu kỳ của chứng khoán đúng không. Thế cho nên là nếu mà mọi người nghĩ rằng là bất động sản nó sẽ gọi là sao ạ, hồi phục và mạnh mạnh mẽ, thì lúc đó nó sẽ chứng khoán nó đã đi được 2 phần 3 chặng đường rồi đúng không. Thế theo mình thì nó phải rơi vào năm sau, năm nay thì chưa đâu đúng không. Và sau khi mà bất động sản mạnh mẽ rồi đúng không, lại tiền nhiều rồi đúng không, thì rõ ràng là bất động sản mạnh thì họ phải đi vay đúng không, vay nợ rất là nhiều thì banh ngon, banh giải ngân được nhiều đúng không, tăng trưởng tín dụng nọ kia thứ thì banh lại ngon. Nhưng mà khi mà banh lãi mạnh nhất thì thị trường làm sao tạo đỉnh nhá. Mọi người nhớ nhớ cái vụ này nhá, banh mà khoe lãi to nhất là thị trường lại tạo đỉnh cuối chu kỳ, được chưa? Đó thì đấy là cái chu kỳ của thị trường chứng khoán. Rồi mình sẽ đi, vậy thì bây giờ đây là lý thuyết đúng không, thế bây giờ các bạn bảo là lý thuyết thế thôi, nhưng mà chắc gì nó đã tỷ lệ lãi suất lạm phát tỷ giá, chắc gì nó đã tỷ lệ với cả VN Index đúng không. Thì bây giờ mình sẽ đi vào thực tế luôn này. Đây bên này, trước khi đi vào thực tế thì mình show cho mọi người cái sơ đồ của chu kỳ thực tế của VN Index nhá. Thì đây có phải là 2018 đúng không, vòng lên rồi lại vòng xuống đúng chưa, đây 2020 vòng lên, đây 2021 đầu 2022 đây lại vòng xuống đúng không? Và bây giờ sao, nó đang vòng lên, và nếu mà mình kẻ một cái đường nằm ngang thì có phải nó vòng lên được cũng chưa được một nửa đâu, nó được khoảng độ 35 40% gì đó, thì bây giờ đã sập được chưa, nếu mà theo cái tính chu kỳ này là hoàn toàn là chưa, không có lý do gì để sập được chưa? Nó còn phải lên đến đây cơ đó, cái này là mang hình ảnh, mang tính minh họa thôi nhá, chứ không phải là, không phải là mình bảo là nó lên 1.650 đâu nhá, đây là hình ảnh máy tính họa thôi nhá. Đó, và nếu mọi người nhìn dòng tiền này, dòng tiền đi từ đáy thì lên, mọi người dòng tiền nó vẫn đang mạnh mẽ như này cơ mà. À, đây là chặt tháng, chặt tháng, chặt tháng, sau cái tháng này đoạn này nó lại tụt như này nhỉ, chắc là mình chụp chưa hết à. Nhưng mà về cơ bản ấy, về cơ bản làm sao ạ, dòng tiền nó vẫn đang tăng, dòng tiền nó vào mạnh mẽ so với cái đoạn trước đó, dòng tiền vẫn vào mạnh mẽ đúng không. Và nếu mà có 1-2 tuần nào đó dòng tiền nó suy yếu thì nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh để mà nó lên tiếp đúng không, thì trong challenge những cái nhịp điều chỉnh là bình thường đúng không. Thế cho nên là các bạn không cần phải nghĩ đến cái việc mà bán hết ra đúng không, và nếu mà có mua thì các bạn cũng cũng không phải sợ đu đỉnh đúng chưa, vì các bạn đu đỉnh đúng chu kỳ thì cứ ôm thì kiểu gì nó cũng lên đó. Rồi, thế bây giờ cái này là sao? Cái so sánh giữa màu đen là VN Index nha, và màu xanh là
lãi suất nhá. Thì mọi người có thể thấy rằng cái năm 2020 đúng không? Đến 2022 lãi suất giảm đúng chưa? VN Index dựng đứng chưa? Và khi mà bắt đầu làm sao? Lãi suất bắt đầu làm sao đây? Ngóc ngóc lên chưa? VN Index tạo đỉnh đúng không? Và lãi suất bắt đầu phi mạnh thì VN Index bắt đầu cắm đầu. Và sao? Lãi suất cái đoạn này nó vẫn còn chạy một khúc nữa, nhưng VN Index thì sao? Đã tạo đáy rồi. Thì về lý thuyết là hạ lãi suất thì VN Index gọi là chứng khoán mới tạo đáy, nhưng mà bây giờ thị trường nó có cái tính là sao? Nó luôn đi trước. Cũng như là bây giờ Mỹ đã hạ lãi suất đâu, Mỹ vẫn còn tăng lãi suất, tại sao chứng khoán Mỹ nó lại cứ dựng ngược lên như thế đúng không? Bây giờ cách đỉnh có 5% thôi. Đúng không? Đó, thì cái lúc nãy là lý thuyết, nhưng mà thực tế mình mọi người phải linh hoạt, tức là nó có tỷ lệ đấy, nhưng mà về mặt timing là thị trường nó luôn đi trước. Cho nên là lãi suất chưa cần hạ nhưng mà thị trường nó đã tạo đáy rồi. Nhưng mà mọi người phải biết là tuy là lãi suất chưa hạ, nhưng mà mọi người khi mà mọi người tham minh cái đáy của thị trường ấy, mọi người phải nghĩ rằng là nó chưa hạ nhưng mà nó chỉ còn tăng một lần nữa thôi, đúng không? Tăng một chút nữa thôi. Đó, thì tôi vẫn có thể mua, nếu mà sai thì nó cũng không xuống nhiều đâu, đúng không? Thì đây là yếu tố lãi suất nhé. Còn đây thì sao ạ? Lạm phát nhé. Inflation rate là lạm phát nhé. Thì sao? Thì trong cái quá trình mà chứng khoán đi lên, đoạn này lạm phát đi xuống đúng không? Thì có phải chứng khoán đi lên? Và sang cái đoạn này lạm phát là đường màu xanh này, đi lên thì chứng khoán lại đi xuống, đúng không? Và bên này thì lạm phát đi xuống, chứng khoán lại đi lên, đúng không? Rồi tỷ giá thì cũng vậy. Mình so sánh với cái DXY nhá. Đó. So sánh với cái DXY. Đúng là lãi suất có nhiều dạng lãi suất. Lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, rồi nhiều thứ, nhưng mà cái mà lãi suất mình sâu ở đây ấy, vì mình so lại cả quá khứ ấy, mà cái mà dễ xem nhất là cái mà làm sao interbank rate nhé, lãi suất liên ngân hàng nhé, được chưa? Và mình so lại quá khứ mình thấy nó khá là đồng đều. Cái này là để mà lấy cái chart ra để mà làm sao ạ, mình thực hành để mà mình thảo luận với mọi người thôi. Còn thực tế thì mọi người khi nào tăng lãi suất hạ lãi suất thì sao ạ? Thì nó chính là cái lãi suất mà tiền gửi đấy, đúng không? Nhưng mà ở trên web này nó không có cái đó, thì mình lấy cái lãi suất này, nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng khá là khớp với nhau đấy. Thì theo mình nghĩ là các loại lãi suất thì nó cũng khá là tương đồng với nhau, nó đi cùng nhịp, nó chỉ là dao động trong ngắn hạn thì nó dao động thôi, chứ còn về cơ bản là nó vẫn đi cùng nhịp, được chưa? Vậy thì bây giờ ba cái yếu tố này, lãi suất, tỷ giá và lạm phát, thực sự là mình cũng cần phải quá là bác học đến mức mà bây giờ tôi đầu tư chứng khoán mà bắt tôi phải đi xem lạm phát, đi xem tỷ giá này thì đau đầu lắm. Nay thì ông Fed tăng lãi suất, ngày mai thì ECB tăng lãi suất, đúng không? Chóng mặt quá mất, thế thì làm sao mà tôi đầu tư được, đúng không? Vứt nhá, vứt hết mấy cái này, được chưa? Vì tất cả là cái ông ngân hàng nhà nước này, ông dùng cái lãi suất này ông điều tiết hai thằng còn lại, được chưa? Tất nhiên là về mặt tỷ giá thì ngoài cái việc dùng lãi suất thì hiện tại là ngân hàng nhà nước họ còn đang có dự trữ ngoại hối, nói chung là đâu đó là cỡ gần 100 tỷ đô, đúng không? Và trong năm nay là cũng đã như mua vào đâu đó là gần 9 tỷ đô đấy, thì nói chung là dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước khá là cao, nếu mà bây giờ tình hình mà tỷ giá căng thẳng thì họ bán bớt ra thôi, đúng không? Đó, chốt lại là mọi người chỉ cần quan tâm lãi suất mà thôi, vì nhà nước dùng thằng này để mà điều tiết cả hai thằng còn lại, được chưa? Mà lãi suất thì mọi người có cần phải bắt học không? Suốt ngày đài báo nói xoét suốt, đúng không? Cũng là tăng lãi suất, giảm lãi suất, có tin phát là biết ngay, kênh nào cũng có, được chưa? Đó, thì mình đã đi qua cái phần là cái mẫu hình chu kỳ của thị trường và cái mối quan hệ giữa chu kỳ của nền kinh tế, đúng không? Mà ở đây mình chỉ chốt lại với mọi người là yếu tố lãi suất, được chưa? Khi nào lãi suất mà không tăng nữa thì mọi người bắt đầu nghĩ đến cái việc thị trường tạo đáy, và khi nào lãi suất mà không giảm nữa, hoặc là nói không giảm nữa thì chưa đúng, khi nào lãi suất mà có tín hiệu là sẽ tăng trở lại thì mọi người phải nghĩ rằng là thị trường đã bắt đầu tạo đỉnh. Thì đấy là cái tính chu kỳ của thị trường và tính chu kỳ của nền kinh tế mà cực kỳ đơn giản mọi người có thể nhận diện được.
Còn sau đó thì mình sẽ nói về nhận diện bằng phương pháp phân tích kỹ thuật sau nhé. Đấy, mình cứ đi những cái đơn giản đúng không? Rồi. À, sao mọi khi mình không bị cái này mà bây giờ nó cứ nó nhỉ? Mọi người có thấy cái màn hình của mình nó có cái cục đen đen ở trên này không? Mỗi khi là nó tự ẩn đi mà hôm nay nó lại không ẩn đi. Đấy, ok, thôi rồi, chịu khó vậy. Rồi thì tiếp bạn. Phần tiếp theo ấy, mọi người tâm đức mình á. Phần tiếp theo thì mình sẽ nói về cái chu kỳ 4 pha của thị trường chứng khoán. Đúng không? Đầu tiên ấy, của thị trường hay của cổ phiếu nó cũng như nhau mà, hoặc thậm chí là sao? Của nền kinh tế nó cũng vậy thôi đúng không? Nền kinh tế là tạo đỉnh này, tạo suy thoái, tạo đáy, tăng trưởng thì đây cũng thế. Đây là chính là quy trình tạo đáy, chính là tích lũy đúng không? Uptrend hay còn gọi là tăng giá, phân phối đúng không? Downtrend hay cuối cùng là lại tích lũy. Downtrend này còn gọi là giảm giá. Vậy thì ý nghĩa của những cái bốn cái pha này, bốn cái giai đoạn của chu kỳ của thị trường này nó có ý nghĩa gì? Đúng không? Thì đầu tiên mọi người phải thấy rằng là ở cái giai đoạn tích lũy này thì có phải rằng là giá cổ phiếu cực kỳ rẻ đúng không? Có những cái công ty như lúc đấy là mình vẫn nhớ là DTD đúng không? Giá 7.000, 8.000, trong khi đó là cái riêng cái đống tài sản của nó đã gấp 2, gấp 3 lần rồi. Đúng không? Rồi TNG, rồi rất là nhiều công ty, tức là rồi một số cái công ty chứng khoán, thậm chí là ngân hàng, cái PB của nó dưới 1, à không phải dưới 1, dưới 0,5 nhá. Mà bạn biết rằng là ngân hàng thì nó toàn là tiền thôi. Bây giờ trong tổng cộng tiền của nó là có 100 tỷ, nhưng mà bây giờ thị trường định giá có 50 tỷ mà trong ngân hàng có toàn tiền đúng không? Tức là nó rẻ đến mức vô lý thì làm sao? Cái lúc này là cái lúc mà cá mập họ bắt đầu mua tích lũy này. Trời. Mua tích lũy họ có kéo phát lên dựng đứng không? Không. Kéo lên đạp xuống đúng không? Để cho nhỏ lẻ kiểu nghi ngờ, chắc gì nhỏ lẻ bảo là đây đó chính là cái đoạn này đúng không, chắc gì nó đã là đáy, có khi là tái phân phối phát nữa thì sao, nó còn về đến 800 cơ, mấy nhiều người vẫn hô về 800, cái lúc mà lên 1.100 này vẫn cứ hô về 800 đúng không, vì sao ạ? Thực ra mình cũng không không trách các bạn đấy, vì là tạo lập việc của họ là như vậy, việc của họ là tạo ra cái sự nghi ngờ, tạo ra cái sự sợ hãi thì để mà làm sao họ dung dũng họ gom hàng thôi đúng không. Và khi mà họ đã gom được hết hàng rồi thì mọi người sẽ thấy một cái dấu hiệu dễ nhất không phải là việc tăng giá mà là việc của tăng khối lượng. Được chưa? Khi mà họ gom hàng đủ rồi họ bắt đầu đánh lên. Họ đánh lên thì bằng cái cách là họ vẫn tiếp tục mua vào chứ, mua vào và đẩy giá lên tiếp. Nhưng mà phần lớn họ mua ở dưới này rồi. Cho nên và cùng khi mà họ mua vào và khi mà giá tăng lên thì rõ ràng là nhỏ lẻ, rồi là đặc biệt là lúc đó là các cái quỹ nhá, chốc nữa sang cái phần các thành phần thị trường mình sẽ nói, các cái quỹ hầu hết là họ là kiểu như dạng là đầu tư trend follower ấy. Thì khi bắt đầu thị trường bắt đầu tăng vào trend là bắt đầu họ bắt đầu vào vào múc, cho nên là cái giai đoạn này, hoặc là những cái người đầu tư theo trường phái kỹ thuật ấy, đây là sơ đồ tích lũy cuối gọt đúng không, đây là uptrend đúng không, vào uptrend thì múc, cho nên là cái đoạn mà bắt đầu thoát khỏi tích lũy này khối lượng tăng rất là mạnh. Mọi người nhìn khối lượng tăng rất là mạnh đúng không? Đó thì trong cái quá trình uptrend này thì nó cũng có những nhịp rung rũ, có những cái nhịp rung rũ đúng không, để làm gì, người ta gọi là tái tích lũy, để làm gì, kéo lên đây thì cá mập họ bây giờ họ không thể có đủ tiền mà cứ mua từ dưới này mua tít lên trên này được, làm gì tiền đâu cho đủ đúng không, thì lên đây họ bán, được chưa, kéo mạnh lên đây để bán, trước khi bán họ kéo mạnh nhá, tăng mạnh, bán phát đạp phát về đây. Giờ họ bây giờ bán giá 10 đạp phát đây mua lại giá 8. Đúng chưa? Thì có phải là họ mua được nhiều cổ phiếu hơn đúng không? Thì cái số tiền đó họ lại kéo lên tiếp thôi. Được chưa? Lên trên đây như thế lại bán, xong xuống này đạp phát về đây lại mua, lại kéo lên đây tiếp. Đúng không? Và cuối cùng là
khi mà lên trên này ấy, thì cái giá trị của cái giá của cổ phiếu nó không phải gấp 2, gấp 3 mà có khi nó gấp 4, gấp 5 lần cái giá trị thực tế của doanh nghiệp. Và có một điều nữa là kể cả gấp 10 lần nhá, nếu mà vĩ mô mà chưa đến lúc thì họ vẫn cứ kéo được. Nhưng mà sao ạ? Khi mà bắt đầu họ thấy lãi suất sắp sửa tăng rồi đấy, chu kỳ sắp kết thúc rồi, thì làm sao họ không đánh lên nữa, nó bắt đầu nó đi ngang, được chưa? Thì những cái người mà cá mập, những cái người tạo lập ấy, cái chu kỳ kinh tế họ nắm trong lòng bàn tay rồi, vì họ không phải tham gia ở một cái chu kỳ này, họ tham gia ở năm sáu cái chu kỳ trước rồi, họ thuộc lòng rồi, họ biết khi nào kinh tế nó tạo đỉnh, nó biết khi nào kinh tế nó chuẩn bị đi xuống, dựa vào lạm phát, dựa vào lãi suất, đúng không? Dựa vào nhiều thôi. Nhưng mà đối với mình, mọi người chỉ cần nhìn lạm phát thôi. Được chưa? Thế thì bây giờ ở trên cái vùng mà phân phối này thì họ làm gì ạ? Ở dưới này thì là họ kéo lên đạp xuống để mua, còn ở trên này họ kéo lên đạp xuống để bán. Được chưa? Còn mua bán bằng cách nào thì mọi người xem lại những cái video, mình có một cái video về phân phối và một cái video về tích lũy, đúng không? Thì mình sẽ không nói sâu ở đây, nhưng mà đơn giản là lên trên này nhá, tin tốt bơm ra vầm. Dưới này sao? Dưới này toàn bơm tin xấu để đạt. Lúc nào có mấy ông lên hô mình chuẩn bị về 800, đúng không? Vì nào là lãi suất cao ngất thế này thì doanh nghiệp chỉ có lỗ vốn, đúng không? Rồi là khủng hoảng kinh tế thế giới, rồi Fed tăng lãi suất, toàn lôi ra dọa. Lên trên này thì sao? Lên trên này thì cổ phiếu X5, X10 nhỏ lẻ bu vào này, đúng này, bu vào mạnh chưa? Nhỏ lẻ bu vào rất là mạnh. Mấy thằng cá mập nó biết sắp downtrend rồi, sắp sửa gọi là đảo chiều rồi. Nhưng mà làm sao? Lại lúc đấy nó bắt đầu bơm tin. VN Index lên 2.000 nhá, 1.800, đúng không? Ủa, kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc, ngân hàng lãi gấp 2, gấp 3 lần, đúng không? Toàn bơm tin tốt, để làm gì? Bơm tin tốt thì mới bán được, đúng không? Lúc đấy thì đến ông xe ôm bà trà đá cũng nói chuyện chứng khoán, đúng không? Đấy. A7 suốt ngày lên, đích sale nó phải 500 một triệu, đúng không? Thế là bắt đầu anh em cắm nhà cắm đất vào mua, và rồi lại bắt đầu phân phối xong nó đạp. Đạp xong thì mọi người để ý cái khối lượng chỗ này nhá, khối lượng vùng đỉnh rất lớn, nhưng mà nó không bao giờ đạp một phát về đây được. Vì sao ạ? Chỗ này là cá mập thoát hàng, nhưng mà các quỹ vẫn còn nhé, một số quỹ và tổ chức vẫn còn, thì nó phải có một cái nhịp này để mà quỹ và tổ chức nó ra hàng nốt, được chưa? Tái phân phối. Và tất nhiên là có thể là cá mập ở đây nó lại múc lại để nó làm một cái nhịp tái phân phối nữa, nhưng mà rõ ràng là nó không thể, cái chỗ tái phân phối này nó không thể lên uptrend ngay được, là vì cái chu kỳ của nền kinh tế, cái timing chu kỳ của nền kinh tế nó chưa tới, lãi suất nó vẫn làm sao đang tăng, kinh tế vẫn đang cực kỳ khó khăn, và thời gian nó quá là ngắn, đúng không? Cái timing của nó chưa đến. Cho nên là nếu mà ông nào mà nắm chu kỳ kinh tế, chu kỳ của thị trường chứng khoán thì làm sao? Chỗ này một là không mua, còn hai là đôi khi mua ở đây lên đây vẫn x2 x3 đó, thì là bán đâu. Được chưa? Và tái phân phối xong thì nó mới tiếp tục là xuống đây. Nên cái đoạn này là cái chỗ mà đạp sâu đạp mạnh này, tất cả những tin tức xấu nó nằm ở đây hết. Tất cả những nói chung là tất cả mọi người đều bi quan, chán nản, rời bỏ. Đúng không? Thì là lúc là nó vét đáy thôi, nó đánh lên thôi. Đúng không? Thì lại bắt đầu cứ lặp lại như thế là hết một cái chu kỳ của thị trường. Hiểu chưa? Đó. Thế còn bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở đâu đó 1.200 này này. Đúng không? Và đây là tích lũy rồi. Đây là mới là đang trong chen tăng nhé. Và đặc điểm của chen tăng là sao ạ? Nhịp lên thì dài, nhịp chỉnh thì ngắn. Nhịp lên khối lượng lớn, nhịp chỉnh khối lượng nhỏ. Được chưa? Lên khối lượng lớn, chỉnh khối lượng nhỏ. Lên khối lượng lớn, chỉnh khối lượng nhỏ. Đúng không? À, đây là phân phối rồi. Thì phân phối thì nó sẽ có một, trước khi mà phân phối nó sẽ cũng có một nhịp cao trào mua, đúng không? Mọi người xem cái bài cao trào mua của mình, đúng không? Cao trào mua chính là cá mập nó trước khi phân phối nó đẩy giá lên cực mạnh, làm cho nhỏ lẻ FOMO không thể chịu đựng được nữa, all in full margin luôn. Thế sau đó nó mới bán, đúng không? Thì dấu hiệu von cực lớn nó sẽ có ở vùng đỉnh và vùng đáy, đúng không? Đây đáy, vùng đáy cái cây này, cái cây rút chân này này, von tự nhiên nổ to lên chưa, thì nó là dấu hiệu của vùng đáy. Mình còn có thể gọi là climatic action.
Selling Claymac Bank, Claymac đúng không? Đó. À, xem có bác nào nhắn mình. Ok, à đấy, bây giờ nó mới nhảy lên. Đẹp thế. Rồi. Thì trước khi mình đi vào những cái gì phức tạp, thì mình sẽ đi vào những cái phần đơn giản. Là bây giờ cái ông mà mắc money mini này. Để xe đây luôn đúng không anh? Cái ông mắc money mini này. Là mọi người biết là ông Mark Manovini này là ông ấy là nhà vô địch chứng khoán Mỹ nhá. Và nói chung là được cả thế giới công nhận về cái phương pháp đầu tư của ông ấy rồi. Nhưng mà thực ra nếu mà mọi người đọc cái quyển là giao dịch như một phù thủy chứng khoán này, đúng không? Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái phương pháp của ông ấy không không hề phức tạp. Cũng chẳng phải biết ai gối gọt gì cả. Mà mình cũng chẳng thấy ông ấy dùng RSI MACD được, dùng mỗi đường trung bình đúng không? Thì mình sẽ nói về cái việc là ông ấy xác định giai đoạn uptrend bằng cách nào. Và ông này ông ấy có một cái đặc điểm là ông này với ông O'Neil nhé, chỉ đầu tư trong uptrend thôi nhé. Thì nhưng nãy mình có nói với các bạn đúng không, nếu mà các bạn ngồi đúng chỗ đúng thời điểm, ngồi đúng thời điểm chứ không phải đúng chỗ, ngồi đúng thời điểm đúng không, ngồi chỗ nào cũng ăn, đừng có đứng lên chạy đi chỗ khác là được, cứ ngồi chỗ nào ăn chỉ cần đúng thời điểm thôi. Thì cái ông mắc này ông chiến thắng thị trường là vì ông ấy chỉ ngồi vào uptrend, hết uptrend ông nghỉ. Thấy chưa? Và cái cách mà xác định uptrend của ông ấy là gì? Điều kiện thứ nhất là giá phải lớn hơn MA 50 nhá. Người tắt mic của cái chẳng lại phải tắt mic. Giá là nằm trên đường MA 50. Còn đường MA 50 thì lại nằm trên MA 150, MA 150 thì lại nằm trên MA 200. Và MA 200 dốc lên ít nhất là trong một tháng. Và cái thứ hai là sao ạ? Xu hướng rõ ràng. Cái đầu tiên là giá, cái thứ hai là xu hướng. Xu hướng thì sao ạ? Rõ ràng tức là làm sao? Trong một cái trend tăng thì các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Đúng không? Cái thứ ba là khối lượng tăng ở những ngày tuần tăng giá và thấp ở những ngày tuần giảm giá. Đúng không? Và số lượng ngày tăng giá, tuần tăng giá nhiều hơn số lượng ngày tăng giá, giảm giá, tuần giảm giá. Thì như lúc nãy thôi, mình có nói thôi. Đúng không? Là tức là sao? Nhịp tăng thì dài và khối lượng lớn, nhịp chỉnh thì nhỏ và khối lượng nhỏ. Đúng không? Và tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Đây, mình ví dụ như là VN Index này. Đây vào VN Index đi. Mình đã vẽ sẵn mấy cái đường MA theo cái nguyên tắc của ông Mark Manevini rồi. Đó, thì cái đường màu đỏ này là MA 200 này, màu xanh là MA 50 và màu vàng là MA 150 nhá. Thì mọi người sẽ thấy rằng là đây là đáy đúng không? 2020. Sau đó nó có một cái quá trình hấp thụ dọc đi lên nhá, đáy chữ V, sau đó là một cái quá trình tích lũy. Sau cái quá trình tích lũy này thì nó bắt đầu bước vào uptrend. Nhưng mà khi mà bước vào uptrend thì làm sao? Nếu mà theo mắt nhá, theo ông mắt đó thì có phải rằng là tới tận đây thì cái đường MA giá này vẫn nằm trên MA 50 từ ở từ đằng này rồi. Nhưng mà lên đây ấy, MA 150 nó mới cắt lên đường MA 200 được chưa? Tức là tới cái đoạn này. Nó mới thỏa mãn cái điều kiện là giá lớn hơn MA 50, lớn hơn MA 150, lớn hơn MA 200. Được chưa? Tức MA ngắn nằm trên, MA dài nằm dưới. Nhưng mà thực tế nếu mà bảo là MA 20, MA 200 mà dốc lên trong vòng một tháng thì thậm chí là phải đến đây nó mới được một tháng cơ. Đúng không? Như vậy thì đến đây là xác nhận là uptrend. Đấy là cách đơn giản nhất nhá. Còn nếu mà theo Wyckoff thì vượt ra khỏi đây là mọi người có thể nghĩ về uptrend rồi, đúng không? Và sao trong suốt cái quá trình đó cho đến tận sau khi phân phối xong thì cái việc nó mới diễn ra, cái việc MA 50 nó cắt xuống hai đường còn lại, đúng chưa? Cho nên là ví dụ nếu mọi người đầu tư theo phương pháp của mắt đúng không, chỗ này cắt lên và MA 200 dốc lên, tôi mua cái gì cũng được, không quan trọng, mua vứt đấy, bao giờ nó cắt xuống tôi bán hết phim, việc của tôi chỉ có thế thôi. Tôi chả cần đọc báo cáo tài chính, chả cần phân tích kỹ thuật. Đúng không? Thế bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì lịch sử nó lại lặp lại. MA 50 cắt lên chưa? Cắt lên rồi. MA 200 dốc lên chưa? Dốc lên rồi. Cho nên là
Thực ra không phải bây giờ mình mới nói cái việc này. Mình nói từ 2 tuần trước. 2 3 tuần trước thì đó, mọi người xem video của mọi người của mình thì mọi người sẽ nhớ là mình có đề cập đến cái vấn đề là MA 200 này. Đúng không? Mặc dù là cái phương pháp chính của mình vẫn là theo quy học phía đây nhá. Nhưng mà mình tham khảo thêm những cái phương pháp khác. Đúng không? Để mà mọi người có thể chắc chắn hơn về cái xu hướng của thị trường, đúng không? Thế thì bây giờ mọi người việc của mọi người bây giờ là làm gì? Là mua cổ phiếu vứt đấy thôi. Đúng không? Còn không thì bây giờ ai mà đang phun tiền, đúng không? Lỡ bán mất 1.200 mà bây giờ đang phun tiền không chưa dám vào lại, đúng không? Thì theo mình nhá, hiện tại hỏi có ai hỏi mình có vào được không nhá. Nếu mà mọi người phun tiền, ok mọi người vẫn có thể vào 30%, nhưng mà nhớ 30% thôi nhá. Và chờ một cái nhịp điều chỉnh để mà mọi người sẽ vào nốt. Còn ai có cổ phiếu thì cứ ngồi yên thôi nhá. Đó. Vì hiện tại là giá vẫn đang tăng cùng với khối lượng. Nhá. Đó. Còn những cái năm trước đó này, đây một bạn bảo là so sánh 2018 nhé. Đúng không? Cái đoạn này thì nó đi hơi lằng ngoằng, nhưng mà cái chu kỳ gần nhất là 2018, đúng không? Thì có phải rằng là ở chỗ này nó còn xoắn vào nhau kìa. Thì ở đây nó bắt đầu MA150 nó bắt đầu cắt lên này, đúng không? MA150 nó bắt đầu cắt lên, nhưng mà nếu mà mình tính là sau đó, sau khi MA200 dốc lên một tháng thì nó rơi vào đoạn này, đúng không? Thì nếu mà mình tính là từ đoạn này, đúng không? Lên tới tận trên này, đúng không? Thì làm sao? Một chen khá là dài. Và tất nhiên là mình sẽ không chờ nó MA50 nó cắt xuống MA150 mình mới bán, đúng không? Mà khi mà lên đỉnh này thì mọi người, nếu mà gãy MA50 là bắt đầu nghĩ đến việc bán ra khoảng một nửa đấy nhé. Hoặc là mọi người theo phương pháp quét gọp, đúng không? Thì đôi khi là cũng chưa gãy MA50 là tôi đã bán hết rồi. Sau bay cái lái mắc là tôi bắt đầu nghĩ đến bán. Hoặc là mọi người đúng không? Vĩ mô, đúng không? Bây giờ tăng lãi suất tôi bán thôi, còn mong chờ thị trường X2, X3 gì nữa, đúng không? Vĩ mô nó đã như thế rồi, chu kỳ nó đã đến đấy rồi. Tức là có rất nhiều cách để xác định những cái của thị trường. Đó. Rồi. Tiếp này. Chắc là sorry cho mình nghỉ giải lao một phút nhá. Chém từ nãy hơi mỏi, uống cốc nước cái đã. Ok thì tạm dừng một phút. Anh chị em có hỏi gì thì cứ hỏi nhá. Chém lúc mệt hết cả người. Ở đây là đặc điểm của giai đoạn uptrend nhé. Còn ở dưới ấy là cái mẫu hình xu hướng của cổ phiếu. Được chưa? Tức là khi mà cổ phiếu nó đạt những cái tiêu chí như thế này thì người ta là đã xác nhận là nó vào cái giai đoạn 2 tăng giá. Cái này là theo mắt Miner Vini nhé. Được chưa? À, mà mình mua cổ phiếu có phải mua thị trường đâu, bạn Lê Thanh Nghị đúng không? Thực ra thì đây là mình nói về thị trường để mà minh họa cho cổ phiếu. Còn bây giờ nếu mà mọi người muốn lấy cổ phiếu đúng không? Đây nó cũng thế thôi. Lúc nãy mình đã minh họa cho mọi người rằng là cái chu kỳ của cổ phiếu thì nó cũng như cái chu kỳ của thị trường, nó đồng pha với nhau, đúng không? Thì chỗ này chính là cái chỗ này bắt đầu các đường MA nó dốc lên và đường MA ngắn ở trên đường MA dài thì nó kéo lên tận đây, đúng chưa? Thì có phải là nếu mà tính ra thì cái nhịp buying climax cái này nó lại chơi kiểu này, đúng không? Đây buying climax ở đây, đúng chưa? Cây này thanh khoản cực lớn này, cả cái nhịp này tăng mạnh mẽ này, nhịp kéo zip sốc luôn, đúng không? Primary supply đây rồi, đây mà anh cái này mắc,
Đúng không? Một cái quá trình phân phối xong rồi làm sao ạ? Tái phân phối, đúng chưa? Hoặc là mọi người có thể vẽ như này. Quá trình phân phối nó cũng có một cái cách vẽ khác là nó kéo dài từ đây cơ. Nó kéo dài từ đoạn này cơ, là phân phối dốc lên nhá. Còn có một cái cách khác là ai có thể vẽ nó như này cũng được. À, tức là chỉ vẽ mình cái đoạn trên này thôi. Mình cái đoạn trên này thôi. Thì đúng ra là nếu mà vẽ thì quá trình phân phối thực tế là nó diễn ra ở đây rồi, nó là quá trình phân phối dốc lên, phân phối trong chân tăng ấy. Đúng rồi, dùng quý còn là chính, thêm vĩ mô nữa thì ok, nhưng mà mình đang nói là vì mọi người cũng biết là cái buổi hôm nay là có rất nhiều bạn là chưa biết phương pháp quý còn là gì, và cái mục tiêu của cái ba cái buổi này của mình là làm sao để những cái người mà thậm chí là chưa biết gì về thị trường chứng khoán luôn, mọi người nghe mọi người cũng có thể hiểu được. Đó. Làm sao càng đơn giản càng tốt, nhưng mà tuy là những cái đơn giản như thế này, những cái về chu kỳ thị trường như này, mình nghĩ là nếu mà khi mà mọi người chưa xem những video trên kênh của mình, có thể là các bạn cũng chưa bao giờ được biết, hoặc là biết theo một cái cách nó cách cách khác, được chưa? Còn cũng có nhiều anh chị thì biết rồi, nhưng mà làm sao ạ? Cảm thấy là mình hy vọng là sau cái buổi này thì mọi người sẽ biết sâu hơn và cảm thấy là mình chắc chắn tự tin hơn về khi mà nói về chu kỳ của thị trường. Sao mình phải giảm âm lượng lại cho đỡ tốn sức. Phần này có mọi người có hỏi gì không ạ? Chu kỳ của thị trường và chu kỳ nền kinh tế này có hỏi gì không ạ? Ok ạ, cảm ơn mọi người. Rồi. Mình sẽ đi tiếp này. Tiếp theo là mình nói về các thành phần tham gia thị trường nhé. Thành phần tham gia thị trường thì mình chia làm mình hơi hạ âm lượng một tí cho nó đỡ tốn sức, nếu mà nhỏ quá thì mọi người ý kiến nhé. Mình có lưu lại video nhé. Tất nhiên là nếu mà các bạn không bận thì mình khuyến khích là nên trực tiếp nghe thì tốt hơn, còn mình có lưu lại video. Ok, mình vẫn đang ghi này, mình vẫn đang ghi hình nhé. Đâu nhỉ? Recording này, ok. Rồi. Thì bốn cái thành phần đó là đầu tiên là cá mập, đúng không? Cá mập hay còn gọi là cá voi, rồi gọi là tạo lập, hay còn gọi là trong lĩnh vực thì gọi là CO, đúng không? Composite operator, composite man, đúng không? Thì người ta gọi chung là cá mập. Là những cái người mà họ nắm nắm cái quyền này. Làm sao ạ? Thao túng điều khiển cổ phiếu, đúng không? Thao túng điều khiển thị trường, không? Và thực tế là làm sao ạ? Họ không phải thao túng theo kiểu là họ thích làm gì thì làm, họ thích kéo lên là kéo được mà thích kéo xuống là kéo được nhé. Thì mình đã có một cái phần mà nói về việc thao túng thị trường rồi. Họ tận dụng những cái điều kiện mà thị trường, những cái cơ hội mà thị trường tạo ra cho họ, đúng không? Ví dụ như trong thời kỳ downtrend thì họ có thần thánh đến mức nào họ cũng không thể kéo thị trường lên được, khi mà lãi suất đang giảm mạnh, à đang 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 tăng mạnh, đúng không? Hoặc là trong uptrend thì họ có thần thánh rời họ cũng không thể, lãi suất đang hạ như này, mọi điều kiện vĩ mô kinh tế đang tốt, họ có giỏi đến mấy họ không thể kéo về 900 800 được, mà họ cũng chả làm cái việc đấy để làm gì, đúng không? Họ tận dụng những cái điều kiện thị trường để mà đem lại lợi nhuận cho chính họ thôi. Thì cái ông này ông cá mập, thế sau cái ông cá mập này cái quy mô lớn thứ hai là ông quỹ. Ông này là ông làm sao tạo ra cuộc chơi, còn ông này là ông làm gì? Ông này là follower. Ông quỹ này ông đánh theo trend này, ông quỹ và ông pro trader này là hai cái ông này là chủ yếu là đánh theo trend, đầu tư theo trend khi thì điều kiện thị trường bắt đầu thuận lợi rồi, ông này mới là ông hút được nhiều đáy, mới ông múc được nhiều đáy này, vì ông ấy là chùm sò chủ cuộc chơi này. Còn hai ông này là khi mà bắt đầu lên trên rồi, chen vào mạnh, xác nhận chen tăng rồi, hai ông này mới múc nhiều này,
Được chưa? Và ông quỹ này thì cái quy mô nhỏ hơn ông cá mập đấy. Cá mập phải to nhất. Ông này là quy mô nhỏ hơn và đánh theo trend, gọi là trend follower. Cho nên là khi phân phối cũng thế thôi, thằng này là thằng bán trước. Khi mà thằng này nó nhận ra rằng là thôi chết rồi, phân phối rồi, sập đến nơi rồi, ông này mới bán. Ông này mới bán. Nhưng ông này ông bán trước. Còn khi đau gọi là tạo đáy thì ông này là ông mua trước, hai ông này hai ông mua sau. Đúng chưa? Còn cái ông cá con này thì nói chung là đa phong cách đúng không? Nói chung là nhiều kiểu lắm, đầu tư cơ bản, đầu tư kỹ thuật, rồi vốn to vốn nhỏ, rồi lướt sóng, rồi theo chen, rồi nói chung là các loại. Nhưng mà nói chung là tiền của ông này là chảy về ông này, được chưa? Còn hai ông này gọi là trung gian, tiền của ông này chảy về ông này là chính. Đó, hai ông này thì có thể lúc ăn lúc thua đó. Ông này thì khoảng độ 70% là thua. Thì mình làm sao để mình không rơi vào cái 70% đó mà mình rơi vào 30% còn lại. Cố gắng như vậy. Đúng không? Đôi khi là trên cái thị trường này trò chơi là nó vẫn tổng bằng không. Nếu mà từ đây sang đây thì có phải là tổng nó vẫn bằng không không? Thì nó phải tiền từ ông nọ chui sang ông kia thôi. Đúng không? Rồi. Thế bây giờ đây mình có một cái slide này, thì mọi người xem lại video, mọi người có thể chụp hình lại nhé, là giới thiệu chi tiết các thành phần thị trường, từ cái việc là phương pháp đầu tư này, quy mô này, thời gian này, CO thì là dài hạn nhé. Đó, rồi là các lợi thế, rồi ví dụ nào kia, cái thứ mọi người đọc sau nhé. Cái phần này mình không muốn trình bày quá chi tiết, nó cũng không cần thiết. Rồi, vậy thì bây giờ các cái thành phần đó thì họ mua bán như thế nào? Họ mua bán như thế nào trên thị trường? Thì đây mình đã sơ đồ hóa đúng không, các cái giai đoạn của thị trường: tích lũy này, tái tích lũy, tái tích lũy, phân phối, tái phân phối, đúng không, tái phân phối. Đây là về lý thuyết nhé, còn trong uptrend nó có thể có nhiều hơn hai cái nhịp tái tích lũy, nhưng mà trong downtrend thì đôi khi nó chỉ có một nhịp tái phân phối, như là cái giai đoạn vừa rồi của thị trường năm cuối năm 2022 thôi, cũng có lúc thì nó có hai, được chưa? Cái này là hình ảnh minh họa đấy nhé. Vậy thì trong những cái giai đoạn này thì về mặt lý thuyết nhé, thì bốn cái thành phần của thị trường đó mua bán như thế nào, được chưa? Weak hand là nhỏ lẻ này, đúng không? Strong hand mình gọi là nhà tạo lập hoặc là các tổ chức lớn, được chưa? Trend follower là sao? Ông pro trader đấy, rồi ông tổ chức nhỏ này mình vẫn gọi là trend follower, còn tổ chức lớn thì thường là đóng vai trò strong hand hoặc là cá mập. Đó, thế cho nên mình chỉ chia làm ba cái ông thôi: nhỏ lẻ này, cá mập và trend follower, được chưa? Trend follower thì mình hiểu là các pro trader và các tổ chức nhỏ. Thì trong cái quá trình tạo đáy này, đúng không? Thì ở đầu cái giai đoạn tạo đáy này, tạo lập là người mà làm chủ cuộc chơi, thì họ là người mua. Chủ yếu là tạo lập họ mua nhá. Còn sao ạ? Trend follower là cái ông mà quỹ, người ông trader các thứ, thì làm gì có ai dám mua ở đây, đúng không? Nhỏ lẻ thì sao? Nhỏ lẻ vẫn bán, được chưa? Thế còn sau khi mà cái quá trình tích lũy này xong rồi thì sao? Và vào uptrend rồi, đúng không? Thì cá mập họ vẫn mua đẩy lên nhá. Trend follower thì bắt đầu mua quỹ, rồi cho các trader uptrend rồi múc, đúng không? Ví dụ như mình là trader chẳng hạn, đúng không? Múc thôi, mình mới hô mọi người là uptrend rồi, múc mạnh đi, không phải nghĩ, đúng không? Đấy, bắt đầu ở đây mới dám múc mạnh, chứ đoạn này mình không dám múc mạnh, đúng không? Đó, thế thì bây giờ nhỏ lẻ thì sao? Thực ra thì nói nhỏ lẻ không mua bán, về lý thuyết là nhỏ lẻ rất ít mua bán ở đoạn này, nhưng mà trong cái giai đoạn vừa rồi thì mọi người thấy rằng là vẫn rất nhiều nhỏ lẻ mua bán, nhưng mà nhỏ lẻ mua bán theo cái kiểu là giá tăng thì nhảy vào, còn nó đạp cho thì lại chạy nhá. Còn ở trong cái giai đoạn tăng giá này bắt đầu càng lên cao, nhỏ lẻ vào càng nhiều nhé. Ví dụ có 100 ông nhỏ lẻ thì trong cái vùng này chỉ có 3 ông nhỏ lẻ thoi thóp dám nhảy vào thôi. Còn đâu 70 ông còn lại vẫn đứng ngoài. Trong 70 ông còn lại thì thực ra có 20 ông cũ, còn 50 ông mới. Thì bắt đầu lên đến đây 50 ông mới mới nhảy vào này, nốt này. Đó. Thì càng lên cao là nhỏ lẻ đu càng nhiều. Tạo lập thì nó mua ở dưới. Đúng không?
Đó. Và trong các cái nhịp tái tích lũy này thì cứ kéo lên, tạo lập, nó kéo lên thì là nhỏ lẻ lại múc vào. Đúng, rồi nó đạp xuống nhỏ lẻ lại bán ra thì cá mập nó lại múc vào, cứ thế đúng không? Lên trên này phân phối thì ngược lại, được chưa? Và tạo lập nó bắt đầu bán từ mé bên trái này sang bên phải là nó bán hết rồi. Nhưng mà đến lúc mà cuối mé bên phải này chen follower này, quỹ này, trader này mới thấy rằng à thôi chết rồi, chỗ này phân phối. Và thậm chí chỗ này gãy chen, bắt đầu gãy chen bán hết. Đúng không? Đó. Nhưng mà rất tiếc là ông quỹ ông cầm nhiều hàng, ông không thể bán hết ở đây được. Thế nên ông tạo ra một cái nhịp tái phân phối đồng bán nốt. Thì trong nhịp tái phân phối này là cơ hội để quỹ họ ra nốt hàng. Và cuối cùng là lại quay lại một chu kỳ mới. Đúng không? Rồi. Đó. Thì đấy là các cái thành phần tham gia của thị trường họ sẽ hoạt động như thế nào trên cái thị trường. Đúng không? Rồi thì đấy là cái phần chu kỳ của thị trường nhé. Cái phần chu kỳ này thì kể cả những người lâu năm và những cái người mà mới tham gia thị trường cũng cần phải nắm, đúng không? Phần tiếp theo thì mình giới thiệu qua về thị trường chứng khoán để mà cho những cái bạn mà chưa có mới tham gia thị trường, chưa nắm được thị trường chứng khoán là gì để biết được. Đúng không? Thị trường chứng khoán thì gồm có những cái thành phần này như sau này. Một là ủy ban chứng khoán là cái người mà sắp điều tiết toàn bộ cái hoạt động của thị trường, đúng không? Sau đó là đến công ty niêm yết, ví dụ công ty Hòa Phát này, công ty FPT, đúng không? Tôi niêm yết để làm gì? Tôi lên sàn để mà tôi gọi là kêu gọi vốn, bán cổ phần, bán giấy lấy tiền, đúng không? Phát gọi là phát hành chứng khoán. Thì phát hành thì có phát hành qua các cái sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thì nó có sàn HOSE, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì có sàn HNX và sàn Upcom. Sàn HOSE nó là cái đại siêu thị. Sàn HNX thì nó là cái cửa hàng tiện lợi, siêu thị, gọi là cái siêu thị nhỏ. Đúng không? Upcom thì là mấy bà bán vỉa hè, đúng chưa? Đấy, nói về quy mô nó như thế. Đúng không? Và đây là cái nơi lưu ký chứng khoán, tức là chứng khoán nó đang nó cái chứng khoán của mấy cái ông công ty nó biết này, nó nằm ở đây, nó nơi lưu ký. Thế thì giữa sở giao dịch chứng khoán và bây giờ ông nhà đầu tư này, ông muốn mua chứng khoán thì ông phải mở tài khoản ở công ty chứng khoán, giao dịch qua app của công ty chứng khoán thì ông mới mua được chứng khoán đang được lưu ký ở sở, chứ không phải là ông công ty cầm đâu nhá, ông toàn bộ ở sở giao dịch chứng khoán cầm hết, được chưa? Và nhà đầu tư mua, đúng không? Thì đây là đơn vị phát hành này, đây là đơn vị lưu ký, công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian môi giới và nhà đầu tư mua bán, đúng không? Đó, đấy là các thành phần của thị trường. Và bây giờ lại quay lại, mọi người đầu tư chứng khoán có khi mọi người cũng chưa biết là chứng khoán là cái gì đâu. Chứng khoán nó gồm có bốn thành phần nhé: cổ phiếu này, trái phiếu, phái sinh và chứng chỉ quỹ. Cổ phiếu thì ai cũng biết rồi, là cổ phần của công ty. Trái phiếu là gì? Trái phiếu là bây giờ tôi nói đơn giản là tôi là một công ty, bây giờ tôi muốn huy động tiền nhưng mà tôi không muốn bị mất cổ phần, thì tôi đưa ra một cái tờ giấy, tôi gọi là trái phiếu, để tôi đưa cho bạn, bạn đưa cho tôi tiền, bạn cầm cái tờ giấy đấy, được chưa? Hàng tháng tôi trả lãi, đấy gọi là trái phiếu. Phái sinh là gì ạ? Phái sinh là các cái mình ví dụ như là phái sinh VN30 nhé, mình cũng đánh phái sinh chán chê rồi, nhưng nói chung là thôi các bạn đừng đừng dính vào phái sinh mất thời gian lúc đầu. Phái sinh á là khi mà các bạn đầu tư phái sinh là không phải là các bạn mua chứng khoán đâu, mà các bạn làm gọi là sao, đầu tư trên chỉ số đấy tăng thì các bạn lời, mà chỉ số đấy giảm thì các bạn lỗ, vậy thôi, chứ các bạn không cầm chứng khoán. Một số các cái gì ạ, thi thoảng mọi người hay được nghe là anh chị ơi em là ở bên công ty chứng khoán quốc tế đúng không, mời các anh chị mua đầu tư, nhưng mà thực ra là nếu mà may thì các bạn mua được chứng khoán phái sinh, còn không may thì các bạn còn mua gọi làm sao đưa tiền cho nó cầm, xong rồi mai nó chạy thôi. Chứng chỉ quỹ, đúng không? Chứng chỉ quỹ thì nó liên quan đến các quỹ đầu tư, tức là các quỹ đầu tư nó bán cho mình cái chứng chỉ quỹ, xong nó cầm tiền để nó đi mua chứng khoán, thì khi mà họ có lãi thì cái giá trị chứng chỉ quỹ đấy nó tăng lên thì mình gọi là chứng chỉ quỹ. Đó. Thì đây nó có bốn cái loại chứng khoán thế này. Còn theo mình thôi, tốt nhất là ba thằng này vứt, quan tâm đến thằng cổ phiếu thôi nhá. Rồi. Tiếp theo là các cái sàn này, một số đặc biệt một số bạn mới này. Các cái sàn giao dịch của mình có ba sàn, là sàn HOSE, sàn HNX và sàn Upcom, được chưa?
Với cái vốn hóa quy mô ấy, là mình update năm ngoái nhé, là HOSE là 259 tỷ đô nhé. Gấp làm sao? 10 là ông này, có 20 tỷ đô thôi. Nhưng mà ông Upcom này thì là sao ạ? Ông Upcom là chính là chợ to phết đấy, 65 tỷ đô. Rất nhiều công ty lớn nó lại nằm ở Upcom nhé, vì thực ra là họ không muốn lên HOSE đâu. Lên Upcom thì lên HOSE là phải minh bạch nhất này, báo cáo đầy đủ hàng quý, rồi hàng năm, hàng quý phải có lãi, đúng không? Sang ông HNX thì điều kiện nhỏ hơn, Upcom thì gần như ông nào cũng lên được. Đấy ạ. Rồi, và số lượng cổ phiếu nằm con này hơi lớn cả. Nhưng mà cổ phiếu trên Upcom được ít nhưng ít người quan tâm lắm, chủ yếu là sàn HOSE là nhiều nhé. Rồi về chỉ số thì sàn HOSE thì mình gọi là VN Index, đúng không? Thế cho nên nếu những cái cổ phiếu trên sàn HNX này tăng giá nó chả ảnh hưởng gì đến VN Index đâu nhá. VN Index là chỉ số của sàn HOSE nhá. Còn sàn HNX thì là HNX Index và Upcom là Upcom Index, đúng không? Nếu hai ông tất cả hai ông này có tăng trần đi nữa thì VN Index vẫn có thể đỏ. Được chưa? Rồi, nhưng mà thường thì nó đồng pha. Thời gian khớp lệnh, cái này cực kỳ quan trọng này, khi mà mọi người mua cổ phiếu mọi người không để ý là sai là chết dở luôn này. Sàn HOSE thì nó mới có ra, nó mới có phiên ATC là đầu giờ là từ 9 giờ, ATO 9 giờ 9 giờ 15 đúng không? Và AT đấy là ATO, ATC là từ 14 giờ 30 đến 15 giờ. À, 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 đúng không? Là ATC là sao ạ? Phiên khớp lệnh định kỳ lúc đóng cửa đấy. Đúng không? Còn ATO là lúc mở cửa. Sàn Hà Nội là không có ATO nhé. Và vẫn có ATC bình thường. Đúng không? Sàn Upcom thì không ATO, không ATC và nó giao dịch đến 3 giờ nhá. Mọi người lưu ý nó giao dịch đến tận 15 giờ đấy. Được chưa? Đó. Thì trong cái phiên ATO ATC này thì mình nếu mình đặt lệnh trong tức là nếu mà mình đặt lệnh trước đó thì trong cái phiên ATO ATC là không hủy được lệnh. Và trong ATO ATC mình chỉ đặt được lệnh ATO hoặc ATC, được chưa? Nếu đang ATO thì đặt lệnh ATO mà đang ATC thì đặt lệnh ATC. Thế nên là mọi người mà lỡ đặt rồi thì vào đấy không hủy được đâu nhé. Và lệnh ATO ATC là luôn được ưu tiên trước. Được chưa? Còn lệnh lệnh lâu là lệnh gì ạ? Là lệnh đặt theo giá, ví dụ mọi người đặt mua ở 29.5 đúng không? Thì nếu mà có người bán từ 29.5 trở xuống thì nó mới khớp. Nó tương tự như vậy. Những cái này mọi người tìm hiểu sau mình chỉ nói qua thôi. Rồi. Thì đây ví dụ ý nghĩa các loại lệnh đây, thì khi nào mọi người xem lại video mọi người chụp màn hình lại cái này. Được chưa? Đó. Rồi. Một cái nữa là cái margin này nhá. Mọi người để ý một cái margin là margin tức là gì ạ? Margin tức là khi mà mọi người có 100 triệu. Nếu mà cho vay tỷ lệ thông thường là cho vay tỷ lệ 1:1 là công ty chứng khoán cho mọi người vay thêm 100 triệu nữa để mua cổ phiếu. Lãi suất là rơi vào độ 15% một năm chia theo ngày. Tức là 15% nó chia cho 365 ngày thì nó sẽ ra lãi của một ngày, được chưa? Đó. Có 100 triệu mua được 200. Thế thì bây giờ vấn đề là khi mà thị trường tăng thì có phải là tài khoản mọi người tăng nhanh gấp 2 lần. Nhưng mà khi thị trường giảm tài khoản mọi người giảm nhanh gấp 2 lần. Đó. Thế cho nên là nếu mà thị trường vào uptrend rồi thì mới nên sử dụng margin. Còn thị trường đang đi ngang hoặc có dấu hiệu điều chỉnh hoặc là trong downtrend thì không sử dụng margin, tuyệt đối trong downtrend không sử dụng margin nhé. Cháy rất là nhanh, nó chỉ sàn 2 phiên là mọi người cháy tài khoản, không kịp chạy đâu. Và trong đó thì làm sao mình nói chung là có tài khoản cả tech và VPS, mình thấy là VPS là có tỷ lệ mà giảm về call margin là tốt nhất, tức là khi mà mọi người bị lỗ thì nếu mà mọi người tài khoản đang ở VN Direct ấy, thì mọi người chỉ cần lỗ 15% là cháy tài khoản. Được chưa? Ông Techcombank thì 20 và ông VPS là rơi vào độ 33. Cháy tài khoản tức là sao? Khi mà giá trị tài khoản của mọi người giảm xuống dưới cái mức quy định thì công ty chứng khoán nó sẽ đặt bán sàn, không cần biết giá cổ phiếu của mọi người đang bao nhiêu nhé. ATO mở cửa phát đặt bán sàn luôn. Cho nên là cổ phiếu mọi người vừa bị bán sàn xong nhưng mà vào trong phiên thậm chí giá cổ phiếu nó tăng trần. Nên đừng bao giờ để bị call margin. Được chưa?
lưu ý. Còn chi tiết cụ thể thì mọi người xem ở trong cái xem lại video đấy. Đây, xem lại cái slide này. Các nhà đầu tư mới thì thôi đừng có ham hố margin làm gì. Đây là các nguyên tắc sử dụng margin nhá. Đó. Rồi, thì mình sẽ đi vào phần tiếp theo. Đó, thì cái phần mà giới thiệu về thị trường thì mình chỉ giới thiệu qua thôi. Anh chị nào mới thì vui lòng là xem lại các cái slide, hoặc là mình sẽ bố trí làm một cái video riêng để mà các anh chị mới có thể tìm hiểu thêm về thị trường nhé. Tiếp theo là cái mẫu hình nhà đầu tư thành công này. Thì như cái phần đầu thì mình cũng có nói rồi là để mà trở thành một nhà đầu tư thành công thì mọi người phải có một phương pháp và biết quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro ở đây không phải là chốt lời cắt lỗ, nó chỉ là một góc thôi, mà là việc đi vốn như thế nào, mua bao nhiêu cổ phiếu, mua cổ phiếu loại nào và mua lúc nào, mua bao nhiêu phần trăm. Và tiếp theo là tâm lý giao dịch, đúng không? Thì trong cái phần này thì mình chỉ giới thiệu qua về các cái phương pháp thôi, tức là mình chỉ nói qua để mọi người biết là cái phương pháp đấy nó kiểu kiểu như vậy. Còn sâu hơn thì ở trong hai buổi sau nhé, thì mình sẽ nói sâu hơn. Ok, anh chị em nào có việc thì đã chút. Thì ví dụ như là với cái phương pháp mà technical analysis này, phân tích kỹ thuật người ta còn gọi là technical analysis hay còn gọi là TA đấy, đúng không? Thì nó sẽ có những cái ví dụ đơn giản nhất là projection nến này, đúng không? Sau đó là đến chỉ báo này, rồi viết đây với cỏ. Thì ví dụ như là đây là nến này, đúng không? Các cái mẫu nến, tức là projection là dựa vào các cái mẫu nến và các cái mô hình giá, đúng không? Thì bên này là các cái mô hình giá, thì người ta gọi những cái này là projection, được chưa? Thế tiếp theo là chỉ báo là gì? Ví dụ như mình có cái đường, các cái đường màu tím này này, màu vàng này này là đường MA, tức là đường trung bình động, tức là đường trung bình giá của nhiều phiên đấy, đúng không? Còn hai cái đường màu xanh này là giải Bollinger Band, đây là RSI, rồi đây là MACD. Đó. Rồi phương pháp khác là Wiggle, thì mình có sơ đồ này là sơ đồ tích lũy này, đúng không? Rồi đây là sơ đồ phân phối. Cái này là mình đang liệt kê thôi nhé. Trong các buổi sau thì mình sẽ nói cụ thể. Tất nhiên là vì là thời gian có hạn cho nên cũng nói cụ thể ở một cái mức độ nhất định thôi, không thể nói quá sâu rồi, vì nó như này là phải đi hết mười mấy buổi cơ. Còn đây là phương pháp viết đây. Phương pháp viết đây là người ta dựa vào hai cái yếu tố, một là diễn biến của giá này, hai là diễn biến của khối lượng, để mà đánh giá cung cầu. Demand là cầu, là lực mua, supply là cung, tức là lực bán. Sau khi đánh giá cung cầu, người ta sẽ đưa ra cái kết luận là bây giờ cái xu hướng tiếp theo nó sẽ là tăng hay giảm, có thể tăng giá hay là giảm giá, đúng không? Bearish hay là bullish. Bearish tức là nó đang xấu đấy, có khả năng giảm. Còn bullish là nó đang tốt đấy, có khả năng tăng tiếp, đúng không? Thì đây là trong thị trường trăng tăng, còn đây là trong thị trường giảm. Đó. Thì là đấy là về phân tích kỹ thuật thì nó chỉ có mấy phương pháp đấy thôi. Rồi, còn trong chỉ báo thì ngoài ra thì nó có cái gì Elliott thì là một phương pháp riêng nhé, sóng Elliott, rồi Ichimoku, rồi mấy cái đấy thì nói chung lòng ngoằng lắm. Mình thích những cái gì đơn giản nhưng mà hiệu quả là được. Còn về phân tích cơ bản thì một cái phương pháp nổi tiếng nhất là cái phương pháp là sao 4M, được chưa? Tức là họ phân tích doanh nghiệp, khi phân tích doanh nghiệp họ quan tâm đến là meaning, tức là đầu tư một cái doanh nghiệp mà mình hiểu rõ về nó. Thứ hai là management, là có ban lãnh đạo tốt. Thứ ba là mốt là con hào kinh tế có lợi thế cạnh tranh, tức là doanh nghiệp tăng trưởng tốt và có lợi thế cạnh tranh. Margin of safety là sao? Tức là giá nó phải hấp dẫn. Ví dụ mình định giá nó là 10.000 thì giá dưới 8.000 tôi mới mua, được chưa? Đấy. Rồi cũng phải đọc báo cáo tài chính họ kia. Và cái phần mà quản trị rủi ro chính là cái phần đi vốn và quản trị rủi ro ấy, thì là chính là cái kế hoạch, cái kế hoạch mà mua bán cổ phiếu. Thì khi mà để mà đưa ra một cái kế hoạch mua bán cổ phiếu ấy, thì mọi người sẽ gồm phải có 6 bước như thế này. Đó. Thì cái này mình sẽ nói sau. Rồi, tâm lý giao dịch. Ok, đây,
Mà cái phần vừa rồi thì mình chỉ mang tính giới thiệu thôi nhé, còn có buổi những cái nội dung chi tiết thì mình sẽ nói thêm vào buổi sau, vì cái buổi này là cái buổi mà dành cho học viên mới ấy. Thành ra là mình sẽ đi những cái nội dung cơ bản trước. Đó thì tiếp theo là mình sẽ nói về cái cách mà sử dụng đồ thị và sử dụng cái app Faiyan này mà để cho cái việc mà hỗ trợ giao dịch, và có thể nói nếu mà còn thời gian thì nói thêm cái phần liên quan đến đến nhạc đó. Thì nó là nội dung cơ bản thôi. Từ từ các buổi sau thì mình sẽ đây các cái nội dung các buổi sau đây. Buổi sau thì mới nói về kháng cự hỗ trợ, xu hướng rồi các chỉ báo, các mô hình giá, phương pháp phía đây với gọi. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ nói trong cái phần tiếp theo á, là mình nói về cái đồ thị giá nó sẽ gồm có những cái thành phần như thế nào. Đúng không? Vì nhiều bạn mới mọi người chưa biết. Đúng? Thì cái đồ thị giá nó sẽ có hai phần chính. Đây là các cái nến xanh đỏ, đúng không? Xanh là tăng, đỏ là giảm. Và các cái dưới này là cột khối lượng, phiên tăng thì màu xanh và phiên đỏ à, phiên giảm màu đỏ. Đúng không? Cái đường màu xanh này là đường trung bình của khối lượng để mình biết rằng là khối lượng của phiên hiện tại nó đang cao hay đang thấp hơn trung bình. Yeah. Khối lượng hay còn gọi là vol đấy. Rồi bên này là các công cụ để mà mình vẽ, vẽ chỉ công cụ để mà vẽ. Đúng không? Đây là làm sao kiểu hiển thị thì đây để mình mở cái chart cụ thể này. Đây kiểu hiển thị thì mọi người có thể chọn biểu đồ đường này hoặc biểu đồ nến. Và có một cái rất là quan trọng mà có thể là ít người biết là cái chỗ này để chọn khung khung thời gian nhé. Thường mọi người để ngày nhưng mà mình view khung lớn hơn thì mình view tuần. Thử xem khung tuần của khung tuần của cổ phiếu HCM này chỉ lại đang cho thấy là giá phân kỳ với giá tăng nhưng mà khối lượng giảm. Cho nên nó gợi ý là có thể có một cái nhịp cái tích lũy ở đây. PND xem nào. Rồi, VN Index thì mọi người thấy rằng là khung tuần khối lượng vẫn tăng đẹp. Đúng không? Còn trước đó thì khối lượng làm sao? Khối lượng giảm dần thì nó cũng có điều chỉnh đấy, nhưng mà điều chỉnh nhỏ đấy. Vì đây nó vẫn là trên tăng. Đúng không? Đó, thì đấy là mình thay đổi cái nó lại bị kéo cái kia lên này. Đây, chân này. Một cái lưu ý nữa là về cái phần dashboard này. Dashboard này thì mọi người đầu tiên là mọi người sẽ có các cái chỉ số nhá, VN Index này, đúng không? HNX Index, này, Upcom Index. Và cái phần rất là quan trọng là cái phần này. Xem là ở đây. Đây là những cái cổ phiếu mà ảnh hưởng đến thị trường. Đúng không? Tăng giảm. Đúng không? Và phần rất quan trọng là phần xem khối ngoại với cả tự doanh họ mua bán thế nào. Thì như lúc nãy mình có nói đấy, trong vòng nửa tháng này khối ngoại mua là chủ yếu, một phiên bán đáng kể. Đó. Họ mua mạnh những cái cổ phiếu nào thì nó ở đây, Vinamilk, HSG, đúng không? Tự doanh thì sao ạ? Tự doanh thì toàn mua dòng. Thế mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sao ạ? Cứ ngồi chờ quay lại 1.000, đúng không? Thanh khoản thì vẫn lớn, ok. Đấy là cái phần dashboard nhé. Ngoài ra thì mình có cái phần tìm kiếm cơ hội thì cũng rất là hay này. Thì tại sao mình lại có cái cảnh báo tín hiệu này? Đôi khi mình mua được cổ phiếu sớm là nhờ những cảnh báo tín hiệu này. Khi mà đầu giờ sáng hoặc là cuối giờ giờ sáng, tức là trong trong phiên sáng, khi mà có khối lượng tăng đột biến thì chứng tỏ là có cái dòng tiền lớn nó đang vào đó. Thì mọi người nhìn cái báo hiệu này là mọi người quay ra mọi người soi chart, nếu mà chart ok là mua. Còn bình thường mình có thể làm sao mà soi hết 1.000 cổ phiếu được, thấy nó nhảy khối lượng mà lại nằm trong, nếu mà lại cổ phiếu mình đang quan tâm nữa thì quay ra check là múc qua, đúng không? Đó. Đó thì để mà vào cái đó thì mọi người vào cái phần cảnh báo tín hiệu này, mọi người đặt cảnh báo, đúng không? Khối lượng khớp đột biến, đúng chưa? Thì nó có nhiều cái loại cảnh báo khác nhau, nhưng mình chọn khối lượng khớp đột biến này. Trung bình thì cho trung bình 10 ngày, đúng không? Vượt tối thiểu 50%, đúng chưa? Thanh khoản thì để trên 200 thôi, mấy cái thanh khoản nhỏ không tính. Lưu cảnh báo là xong nhé. Đó. Thì là nó sẽ báo ra cho mình. Ví dụ là hôm nay VCG thì lại là sàn. Có con mấy con Trần xem nào. Kiểu gì nó cũng có cảnh báo.
NBB Trần này, hôm nay có NBB Trần này, để xem nó cảnh báo thế nào. Hoặc là mấy con tăng mạnh như là VND này, thực ra là nó cảnh báo từ sớm nhá, còn bây giờ là trong sau đó thì là thi thoảng nó vẫn nhảy đi nhảy lại, nhưng mà là nó cảnh báo từ sớm. ORS này, NBB này cảnh báo hết. Được không? Rồi là cái watchlist này, watchlist này là gì ạ? Mình có rất nhiều watchlist để mà mọi người, ví dụ mọi người muốn nhóm dầu khí, mọi người kích vào dầu khí, mọi người muốn nhóm banh, mọi người kích vào banh để mọi người view nhanh thị trường xem là cổ phiếu nào đang tăng mạnh, nhóm ngành nào đang tăng mạnh, đúng không? Ví dụ hôm nay tôi view nhóm dầu khí, à, tôi thấy xanh đẹp đấy, đúng không? PVD tăng mạnh. À. Mọi người tạo watchlist mới thì mọi người vào đây nhé, được chưa? Rồi, à, thông tin này. À, bây giờ mọi người lại bảo là bây giờ thông tin thì tôi lấy ở đâu, đúng không? Đó, bây giờ mọi người muốn lấy thông tin liên quan đến một cổ phiếu, ví dụ mọi người gõ cổ phiếu vào đây, mọi người vào phần bài viết. Đấy, thì thường là có thông tin gì là nó hiện thị hết ra đây. Nào là DBC doanh thu bất động sản tăng đột biến, đúng không? Lãi 300 tỷ. À, thế là hóa ra là nó lãi 300 tỷ là nhờ ghi nhận doanh thu bất động sản. Thực ra là ông này ông ấy thu từ quý trước rồi, nhưng mà ông ấy cố tình cho quý trước lỗ, đạp giá cổ phiếu xong rồi búc lợi nhuận vào quý này, được chưa? Đẩy lên. Quá khôn. Hay có kiểu đấy lắm nhá, trên thị trường chứng khoán hay có kiểu đấy, tức là quý nào chết nó cho chết luôn. Xấu xấu hẳn luôn. Trong quý sau tự nhiên lợi nhuận đột biến, thế là nhà đầu tư lại bu vào lại đu đỉnh. Đúng không? Ok, mình có lưu video nhé. Rồi. À, đó thì về cái phần mà à có một cái liên nữa là cái đây. Cái bảng sổ lệnh. Sổ lệnh chọn cái con nào nhìn nó dễ dễ thì đây đi. À, đây sổ lệnh như này. Sổ lệnh thì nó có cột bên này là những người đặt mua này và bên này là những người đặt bán. Đúng không? Thì người bán thì muốn bán cao mà người mua thì muốn mua thấp. Thế bây giờ các bạn, nếu các bạn muốn mua luôn, các bạn có hai cách. Một là các bạn đặt lệnh MP, tức là nó sẽ khớp luôn cái mức giá mà đang muốn mua nhé, thì khớp luôn cái mức giá mà người bán thấp nhất, được chưa? Còn thứ hai là các bạn đặt lệnh mua bán thông thường thì các bạn phải nhìn xem, mặc dù là giá nó hiển thị ở 23.5 đấy, nhưng mà bây giờ các bạn đặt lệnh mua 23.5 nó có khớp không ạ? Không khớp đâu, chưa khớp ngay. Mà các bạn phải đặt mua 23.55 vì cái ông này ông bán là 23.55 cơ, đúng không? Đó, hoặc ngược lại là đặt bán thì cũng vậy thôi, các bạn muốn đặt bán phát ăn liền đúng không, thì phải đặt 23.5 vì bên này có ông mua thì nó mới được nhá. Đó rồi cái phần app thì nó chỉ có thế thôi. Phần tiếp theo là mình sẽ nói về cái nến Nhật nhá. Sang một chút buổi hai đi. Rồi cái nến Nhật ấy, cái cấu tạo của cái nến Nhật thì nó sẽ như nào, thì nó sẽ có gồm có mấy cái phần sau này. Phần này là phần thân nến này, đây là mình đang nói nến tăng giá nhé. Phần này phần thân nến này, đây là phần râu dưới, là phần râu trên, đúng không? Và cái nến này nó được tại tại sao nó lại tạo ra được cái nến đó, thì với cái nến tăng giá là giá mở cửa ở dưới và giá đóng cửa ở trên, đúng không? Giá mở cửa là giá đầu phiên đấy. Được chưa? Sau khi đầu phiên mở cửa thì đây là ví dụ nhé. Giá nó giảm xuống dưới và nó lại hồi lên trên. Được chưa? Tức là trong phiên giá nó giảm xuống dưới thì nó tạo cái râu dưới, đúng không? Khi mà nó hồi lên trên đỉnh trên này và nhưng mà nó lại không đóng cửa ở đây mà lại đóng cửa ở cái điểm này thì mình gióng sang đây chính là giá đóng cửa. Được chưa? Thì cái râu trên này chính là cái giá mà tăng lên trong phiên, đúng không? Cho nên mọi người bảo là đôi khi mọi người bảo là bây giờ kẻ kháng cự hỗ trợ có tính dâu hay không tính dâu. Theo mình tính dâu là hợp lý nhá. Vì đôi khi trông thì nó là cái dâu đấy, nhưng mọi người hạ xuống khung giờ thì thực ra nó là rất nhiều nến, đúng không? Đó, nến tăng giá thì có thân màu xanh, đúng không? Giá mở cửa dưới, giá đóng cửa trên. Nến giảm giá thì ngược lại, thân màu đỏ, giá mở cửa thì ở trên, đóng cửa là giảm. Đó. Đó. Bây giờ là phần tiếp theo là mình nói về các loại nến Nhật.
Thì bây giờ các loại nến Nhật ấy, mình nó chia làm mấy cái loại này. Một là cái loại mà nến thân to như này này, là thể hiện rằng là sao ạ? Nếu mà màu xanh thì thể hiện cái giá tăng mạnh, màu đỏ là thể hiện giá giảm mạnh. Đặc biệt là không có dâu này thì thể hiện là cái đà, là cái lực tăng rất là mạnh, đây lực giảm rất là mạnh, đúng không? Còn cái nến mà thân nhỏ là thể hiện cái sự lưỡng lự, đây là bên này là một bên áp đảo, còn bên này là thể hiện sự lưỡng lự, thân càng nhỏ thể hiện sự lưỡng lự, mua bán bên mua bên bán giằng co nhau và cũng đóng cửa ở giữa, bên này cũng thế, lưỡng lự, không bên nào thắng thế cả, còn bên này là một bên thắng thế. Nếu trận nến tăng thì là bên mua thắng và nến giảm là bên bán thắng, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó có một cái loại là nến búa và nến búa ngược, thì nó thể hiện rằng là đúng không, trong mở cửa dưới này, trong phiên là bên bán mạnh xuống nhưng cuối phiên bên mua lao vào kéo ra lên, đúng chưa? Cuối cùng bên mua vẫn thắng, kể cả cây này cũng thế, rút chân lên là bên mua thắng, còn cây này thì sao, cuối phiên lại đóng cửa mức thấp, đây đóng cửa mức cao, đóng cửa mức thấp thì bên bán thắng cuối phiên. Nhưng tuy nhiên trông thế này thì cũng chưa biết là xấu hay là tốt nhá. Mặc dù là bên bán tạm thời thắng thế nhưng mà phải đặt nó vào bối cảnh nhá. Phải đặt nó vào bối cảnh thì sang cái phần mà liên quan đến viết đây thì mình sẽ nói về cái phần mà đặt vào bối cảnh cụ thể. Sau. Đúng không? Ok thì cái mình nghĩ là buổi hôm nay chỉ thế thôi. Chứ sợ đi nội dung dài quá thì mọi người lại không hấp thụ được hết ấy. Đấy, thì tiện thể có cái buổi này á, mọi người có muốn hỏi thêm gì về cổ phiếu các thứ thì mình sẽ thảo luận thêm về cổ phiếu, về thị trường. Ad cho hỏi cần giá đóng cửa và giá mở cửa để làm gì? Cần giá đóng cửa và giá mở cửa để làm gì? Thực tế là cái biết nói như nào nhỉ? Nếu mà trong vía đây nhá, trong vía đây là còn vía đây gốc là không quan tâm đến giá mở cửa và người ta chỉ quan tâm đến giá đóng cửa thôi. Cái giá đóng cửa nó thể hiện là cuối cùng là cái thị trường này nó quyết định cái giá nào, nó chốt ở cái mức giá nào. Cho nên thực tế là cái giá đóng cửa là cái giá mà quan trọng nhất. Thế còn lại tổng cái chiều dài thân đế nó thể hiện rằng là mức độ biến động, và cái mức độ biến động giá ở trong phiên nó mạnh hay yếu. Cái tổng chiều dài thân đến càng dài, kể cả có dâu hay không có dâu không quan trọng, cái tổng chiều dài thân đến càng dài thì nó thể hiện rằng cái mức độ biến động giá trong phiên rất là lớn, hai bên mua bán tranh đấu quyết liệt, đúng không? Còn thân đến càng ngắn thì thể hiện rằng là sao ạ, thường thân đến ngắn thì nó sẽ đi với khối lượng nhỏ, thân đến ngắn thì thể hiện là không có sự giằng co nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào ok cái bộ lọc cảnh báo đó quay lại à. Ok, chờ chờ một chút, ra khung thời gian. Ok rồi, từ từ mình sẽ đi từng cái một nhé. Cái bộ lọc cảnh báo lại có một bác hỏi bộ lọc cảnh báo thì mình sẽ, đôi khi là mọi người có gì cứ bật mic lên nhé, không ngờ đến lúc là mình mải nói á, không tìm kiếm cơ hội nhé, mọi người vào tìm kiếm cơ hội này, vào đặt cảnh báo này, nào xem bác hỏi gì này. Ok mấy cái này sau nhé, mình sẽ trả lời từng từng bác một nào. Bây giờ có một bác hỏi là hỏi lại cái vụ bộ lọc cảnh báo này thì như nào nhỉ, bác muốn hỏi gì cứ bật mic lên đi. Anh muốn hỏi lại em cái đọc cảnh báo khối lượng đấy, cái Vâng. báo động khối lượng đấy, em kia setup lại cái đấy anh xem mới. À đây nhá, bây giờ đầu tiên là bác vào phần tìm kiếm cơ hội nhá, xong rồi bác vào đặt cảnh báo nhá, rồi bác vào đây, nó có rất nhiều cảnh báo, mình khối lượng thì mình chọn khối lượng thôi, Khối lượng đột khối lượng biến. dự kiến đó. Tức là nó sẽ căn cứ vào có thể đầu giờ nhưng mà nó dự kiến khối lượng cho cả ngày, bác hiểu không? Đó, nó căn cứ vào khối lượng đầu giờ để nó dự kiến khối lượng cả ngày, khối lượng dự kiến đột biến này. Thời gian thì thường em chọn 10 ngày nhé. Vì 5 ngày nó hơi ngắn, còn tùy mọi người, sau này mọi người có thể thay đổi. Vượt tối thiểu thì mình đang để là 50% này. Đó. Phạm vi tìm kiếm thì nếu mà mọi người chỉ đầu tư sàn HOSE thôi thì mọi người chọn sàn HOSE, không thì chọn tất, hoặc là chọn trong watchlist thì nó chỉ cảnh báo những cái của mọi người quan tâm thôi.
Vâng. Cái thanh khoản này thì theo theo em là nên chọn, Chắc thường mọi một người nên triệu chọn nhỉ? một triệu thì hơi lớn, bây giờ không phải cái nào cũng có một triệu đâu, chưa một triệu không nhiều, chọn Từ 500 1 triệu là biến động của nó phải lớn đi. không, ý là nhiều cổ phiếu nó thanh khoản nó dưới 1 triệu, bác hiểu không, khối lượng trung bình 5 phiên này từ 500 ngàn trở lên là em nghĩ là ok rồi đó, thì mọi người chọn là 500 ngàn nhé, mọi người chọn deal cảnh báo là xong, được chưa. Cái này thì nó có vẻ nó giống cái điểm blackout ấy nhỉ? Ví dụ như là đến khi mà nó đến cần đánh một điểm black nó đấy là nó hay dùng cái này này đúng không? À, nó lại như này, cái này nó sẽ cảnh báo cho bác ngay từ đầu giờ, thậm chí là 5 phút đầu tiên nó đã cảnh báo rồi, cho nên là nó chỉ nói lên rằng là khối lượng đầu giờ nó đang đột biến, hoặc là kể cả trong phiên, chứ còn nó không liên quan đến giá nhá, cái này nó là khối lượng, nó không có yếu tố giá ở đây, được chưa, để mình tham khảo thôi. Không khảo Vâng rồi. nha. Rồi ok, anh cảm Rồi, ơn nhé. vâng. Rồi để mình sẽ trả lời từng câu hỏi một nhé. Mình cứ kéo từ trên xuống này. Thử phân tích một mã đa khung thời gian. Ví dụ PDR chẳng hạn. Đúng không? Ok. Thực ra nếu mà cái buổi đầu tiên mà mọi người đã vào đã không thời gian rồi, trong khi là thực ra là mình đã chưa giới thiệu gì về phân tích kỹ thuật cả, mới chỉ nói về chu kỳ của thị trường thôi, thì nó cũng hơi sớm, nhưng mà được rồi, không sao cả, bây giờ mình thử kéo cái ông PDR này ra phân tích trong một cái khung này đó. Thì bây giờ đa khung thời gian là gì, là bây giờ giả sử là mình đến cái đoạn này, đến cái phiên này, đến cái phiên màu xanh này này. Tại sao lại phải làm đa khung thời gian? Vì đôi khi là mình phải hạ xuống những cái khung nhỏ hơn để mà mình nhìn ra được là à trong cái ngắn hạn nó đang diễn biến như nào. Hoặc mình phải đưa lên những khung lớn hơn để biết rằng là cái xu hướng lớn nó đang như nào. Đúng không? Thì bây giờ ví dụ như là đây thử hạ cái này một giờ đi, đúng không, ok. Thì bây giờ mọi người có thể thấy như này nhé, đa khung thời gian thì nó có một cái nếu mà mọi người để khung một giờ thì nó có một cái nhược điểm là cái khung mà 11 giờ á, đây này, ví dụ như là 11 giờ thì thường cái vô nó nhỏ vì sau 11 giờ người ta ít giao dịch và cái thời gian đấy nó có nửa tiếng thôi. Thấy chưa? Thì cái khung 11 giờ nó luôn nhỏ, tịt 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 này này là 11 giờ nhé. Thấy chưa? Đó, thì nếu mà ta đang ở cái đoạn này mà ta cũng đang phân vân đúng không? Chỉ đến cái cây này. Đang phân vân là không biết là bây giờ nó là tích lũy phân phối đúng không? Nhìn cái chặng ngày ta không biết là tích lũy hay phân phối, thì bây giờ ta phải hạ xuống chặng giờ. Thì nếu mà mọi người nhìn đây, mọi người sẽ thấy những cái cây này tăng giá này, khối lượng lớn này đúng cây này tuy là màu đỏ giảm giá nhưng mà mọi người thấy sao, nó lại đóng cửa ở mức trên 50% thân nến và ngay sau đó là các cây tăng giá khối lượng lớn đúng không? Sang bên này lại điều chỉnh khối lượng nhỏ cạn dần đúng không? Và lên đến đây nhá, lên đến đây thực tế thì đây, chỗ này thì sao, tuy là điều chỉnh về đây nhưng mà khối lượng nó lại cũng khá là cạn và có một cái cây tăng giá khối lượng lớn xác nhận. Như vậy rõ ràng đến đây người ta có thể thấy rằng là trong toàn bộ cái quá trình này lực bán rất là yếu và lực mua rất là mạnh, thì ta có thể kết luận à đây nó thiên về là nó sẽ đi lên tiếp đúng không. Thì đấy là cái việc mà hạ khung, hoặc là bây giờ cái việc nâng khung, bây giờ mình thử nâng khung xem nào. À, quay lại cùng ngày nhé. Đấy, lúc nãy là các bạn nhìn ở cái khung đó nhé, nhưng mà bây giờ các bạn nếu mà các bạn nhìn khung ngày ấy, khung ngày thì bạn sẽ thấy rằng ô cái cây này là cây giảm đúng không? Ui, khối lượng cũng lớn. Cây này cây giảm đúng không? Khối lượng cũng lớn. Đúng không? Đó, cây tăng này khối lượng còn nhỏ hơn. À
lại thực ra nó lại đang kể một cái câu chuyện khác, cho nên đôi khi mọi người đang phân vân, à trước đây tích lũy khá là tốt rồi đúng không, đây break lên cây này khối lượng lớn rồi đúng chưa, break cây này khối lượng lớn rồi thì giai đoạn như vậy chen ok rồi, cái giai đoạn này tôi nên đánh giá như nào đó, thì mọi người hạ khung thì mọi người lại thấy một cái câu chuyện khác. Hoặc là bây giờ mọi người nâng khung này, nâng lên một tuần nhé, mọi người nâng lên một tuần đúng không, nâng lên một tuần thì mọi người thấy sao ạ? Khối lượng là một khái niệm mang tính tương đối nhá. Tại sao nó lại mình lại nói nó là một khái niệm mang tính tương đối? Mình ví dụ như này, như thế nào là cao, như thế nào là thấp, cao so với cái gì? Cả cái đoạn này là cái vùng tích lũy đúng không, thì cuối giai đoạn tích lũy đây là thực ra là pha D rồi, lên khối lượng lớn, khối lượng tăng mạnh đúng không, sau đó đi ngang cạn von và nổ cây này khối lượng tăng mạnh, à, mọi người nhìn thấy không, sang chặt ngày, lúc đầu để chặt ngày thì nó cứ xích xắc xích xắc, nhưng mà sang chặt tuần nhìn cấu trúc của nó đẹp không ạ, tích lũy này nổ chạy, tích lũy nổ chạy, cấu trúc cực kỳ đẹp luôn, lại kể một cái câu chuyện hoàn toàn khác nữa đúng không, lại rõ ràng hơn nữa đó. Thì nếu mà mọi người nhìn như này, mọi người thấy rằng có vẻ khối lượng nó sao, tại sao khối lượng nó lại không lớn dần, giá thì tăng mà khối lượng nó lại không lớn dần đúng không, thì mọi người phải hiểu rằng là đây là một cái đoạn tích lũy, cho nên là cái cây nổ sau tích lũy này nó phải, nó giống như kiểu máy bay cất cánh ấy, nó phải thắng được cái lực hấp dẫn của trái đất đúng không, cho nên nó cần một khối lượng lớn, sau đó trên quá trình tăng nó chỉ cần duy trì khối lượng lớn là đủ, nó không bị tụt quá là được, nên như vậy khối lượng này vẫn chấp thuận được đúng không. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà nhìn vào đây mọi người thấy rằng cái cây này thân nó nhỏ hơn này, như vậy là cái đà tăng là nó đã làm sao ạ, đã giảm dần rồi đấy, đà tăng là nó đang yếu dần được chưa, thì có thể là nó gợi ý một cái nhịp đi ngang như này hoặc là điều chỉnh đúng không. Đó, hướng dẫn một số cách lọc cổ phiếu cơ bản, tôi để mình đi từ trên xuống này, đã khung thời gian xong rồi này, view giúp một số cổ phiếu có thể đầu tư, cái vụ một số cổ phiếu có thể đầu tư này mình xin phép trả lời bằng video nhé. Mình xin phép trả lời bằng video cuối tuần nhé. Mình sẽ làm một cái video nhận định thị trường và các mã cổ phiếu tiềm năng luôn một thể. Ad cho hỏi mình vừa dùng phương pháp VSA để giao dịch kết hợp với các chỉ báo để chết đinh T0 ngay trong phiên được không? Khi thị trường có rung lắc. Thực ra là chết đinh T0 được, nhưng mà nếu mà bạn chết đinh T0 ấy, thì đây ví dụ như là nếu mà bạn xác định chết đinh T0 thì bạn phải chơi chặt nhỏ, nó không phải là giờ đấy, phút luôn đúng không. Mình ví dụ như này đây chặt 5 phút nhá, hôm nay là ngày cái đoạn này là ngày 27 nhá, đây là đầu ngày 27, 9:15 nhá, thì đây là giữa nhá, thì có phải rằng là nó vẫn tuân theo quy cọp phía đây, nó vẫn tuân theo kháng cự hỗ trợ thôi đúng không. Thì rõ ràng là mọi người thấy rằng là chỗ này nó rất là hay, 10:45, 11:00, 11:15, ok, mọi người thấy ở đây đây kẻ tiếp vùng này ra, chưa chạm cái vùng này đây, nếu mà kẻ ngang ra thì là nó là cái này, đúng ra là hỗ trợ là một vùng không phải là một điểm, mọi người phải quét cả đây nữa đó. Thì khi mà mọi người thấy rằng một cái cây, ví dụ tôi đang ở đây nó đang giảm như này, mọi người thấy một cái cây đến rút chân như này, nhưng mà phải xem là nó rút chân đâu, thì nó đang đến cái hỗ trợ này, nó rút chân khối lượng lớn như này đúng không, rút chân khối lượng lớn, sau đó có một cây này xác nhận, được chưa, xác nhận đảo chiều, chen thì vẫn là sao, vẫn là chen tăng nhé, chen chính thì vẫn là chen tăng, từ dưới này nó vẫn là chen tăng nhé,
Đó, như vậy là thuận chen rồi thì tôi mua. Chứ còn viên nó đang giảm cái đảo chiều tôi không mua. Giảm mà đảo chiều thì canh bán. Đó, như vậy là thuận chen, bối cảnh thuận chen này. Đó, và cây này đảo chiều này, cây này xác nhận này thì tôi có thể mua cây xác nhận này. Đúng không? Để mà làm sao? Để mà trong phiên này đúng không? Thì mua ở đây thì được giá thấp rồi, giả sử là lúc đó, trước đó thì bán ở đâu ạ? Thì có phải là có phải là lên trên này có một cái cây, nếu mà mọi người học biết A nhá, cây này là gọi là cây Three the Top nhá, hay là gì Top River the Bar nhá, tức là hai nến đảo chiều ở đỉnh nhá, được chưa? Hai nến đảo chiều ở đỉnh, đúng không? Thì sau hai nến đảo chiều đỉnh thì chỉ cần cái cây tiếp theo mà nó phá đáy dâu của cây này thì mình bán. Đấy, nói chung là chết đinh được, và khi mà chết đinh T0 ấy thì mọi người nên dùng khung thời gian nhỏ, khung 15 phút hoặc là khung 1h, nhưng mà theo mình là khoảng nửa tiếng trở xuống, được chưa? Hoặc là đặc biệt đối với những cái con này này, những cái con này nó đi IDC này, nó hay đi cái kiểu như là cứ sáng tăng chiều giảm. Đây ví dụ 10 giờ này, xong buổi chiều nó lại về đây. Đây. À 10 giờ. Đấy 13 giờ 45 nó quét xuống tận 45. 10 giờ nó kéo lên tận 46. Đó. Thì những cái con mà sáng tăng chiều giảm như này nhá. Những cái con nó có cái thói quen là sáng tăng chiều giảm. Thì mọi người mới nên chết tê không thôi, chứ còn bình thường thì thôi. Đây. Toàn dâu trên dài, dâu trên dài, dâu trên dài. Thì có phải là những cái con này mà cứ thấy kéo mạnh là bán khoảng độ 30% thôi, đứt hay không, đúng không? Chiều lại múc lại, lại lên trên này lại bán, chiều lại múc lại. Đấy. Thì nếu mà chết hay không thì gặp những cái con kiểu kiểu như này thì hẳn chết đây này. Dưới này thế cứ dâu trên dài, cứ sáng tăng chiều giảm. Chứ còn bình thường thì cũng hạn chế thôi. Cái bạn này hỏi cách lọc cổ phiếu cơ bản là như nào, mình chưa hiểu, tức là cách cơ bản để lọc cổ phiếu hay là cách lọc những cổ phiếu có cơ bản tốt, không hiểu câu hỏi. Thực ra cách lọc thì ngoài cái mà lọc điểm pivot này, lọc cảnh báo theo cảnh báo khối lượng này, đúng không? Đây ví dụ mọi người muốn lọc thì mọi người vào tìm kiếm cơ hội nhé, mọi người vào lọc real time nhé, được chưa? Cái này là bản này mình đang không trả phí cho nên là nó chỉ có một số đây này, tạo mới này, đâu nhỉ, thêm điều kiện đó, thì nó có những cái điều kiện này, thì điều kiện về thì mọi người có thể ví dụ chọn điều kiện về khối lượng này, đúng không? Hoặc là chọn là giá cắt lên đường MA này, hoặc là RSI vào vùng quá mua và vùng quá bán, đúng không? Thì mọi người có thể lọc dựa vào những cái điều kiện. Những cái điều kiện này thường là mình chỉ lọc là nó có nổ von thay đổi khối lượng thôi. Và khi đó thì mình sẽ cái lọc nổ von thay đổi khối lượng thì đâu nhỉ? Đây. Đây là khối lượng giao dịch này, được chưa? Tổng khối lượng này. Đây tại căn MA không cần. Rồi thử đóng vào thế nào. Tổng khối lượng lớn hơn. Tìm khác đi. Chơi cái khối lượng trung bình 5 phiên này. Khối lượng trung bình 10 phiên này. Xem nó ra kết quả như nào. Ồ. Tìm điều kiện. Đó, thì cái này là lọc là nó ra cái bảng, đúng chưa? Thì ví dụ như vậy mình chọn cái khối lượng khớp dự kiến trung bình 10 ngày, đúng không? Còn bên này là nó ra cái cảnh báo nhé, còn bên này là nó ra cái bảng, đúng không? Lớn hơn khối lượng trung bình 50% thì nó ra một cái bảng, đúng không? Thì mọi người kích
vào cái mã đó để mọi người xem cái chat. Đó, mọi người xem cái chat đó, hoặc là mọi người biết cái tên mã là mọi người gõ vào đây, gõ vào phần biểu đồ mọi người xem cái chat của nó, được chưa? Chủ yếu là mình thấy là lọc dựa vào khối lượng, sau đó mọi người quay lại chat mọi người xem để mọi người check mình nhanh nhé. Mua cổ phiếu trong phiên thì làm thế nào để tìm điểm mua, giá mua sao cho đúng? Thực ra cái phần mà bạn có thể nói rõ ý hơn cái câu này, mình nghe mình cũng không hiểu lắm, điểm mua giá mua cho đúng. Tại vì cái phần mà tìm điểm mua thì nó riêng, cái phần đó là một cái phần riêng tùy theo cái phương pháp của mỗi người. Ví dụ bạn đầu tư theo trường phái MA đúng không, thì nó cắt lên MA thì bạn mua, hoặc nó vượt đường MA ngắn cắt lên MA dài thì bạn mua, hoặc là bạn đầu tư theo wick off thì bạn lại có điểm mua theo wick off, VSA thì có điểm mua bán theo VSA đó. Còn nếu mà một câu hỏi mà ý là cái câu hỏi của bạn nó hơi khó trả lời vì nó quá nhiều câu trả lời, được chưa? Sorry là mình không trả lời được câu này. Alo vâng cho anh hỏi chút, làm bây giờ mình chẳng hạn mình mua bán theo phương pháp break out ấy, thì trong trường hợp đấy mình vận dụng cái cảnh báo khối lượng như nào mình vận dụng để mình mua hoặc mình bán nhỉ? Ví dụ khối lượng nó tăng bao nhiêu thì mình có thể mua hoặc mình bán đi ấy, nếu mình mua quá là bị bởi vì tức là khối lượng nó tăng lên mình mua theo phương pháp break out ấy, hoặc là bán đấy khối lượng nó tăng mạnh quá thì nhưng mà giá nó không tăng, hoặc là giá giảm nên mình nếu mà bác mua theo break out ấy, thực ra đây có một cái phần để mở cái phần, có một phần riêng nói về mua break out. Lên 6 này. Riêng đối với mua breakout ấy, thì cái khối lượng nó nên gấp 1,5 lần von trung bình trở lên nhé. Là von trung bình là cái đường màu xanh này này. Nếu mà ai mà mọi người có thể là một số bác chưa biết cách bật cái von trung bình lên á, là mình vào cái chỗ mà khối lượng này nó có cái setup này, mình vào định dạng này, chọn cái volume MA nhé, đó, thì nó sẽ ra cái đường màu xanh này, đó, thì những cái phiên nào mà thực ra cái thằng IDC này thì nó hơi đặc biệt một chút, là nó toàn dâu đó, cho nên là nó không đại diện cho số đông, đúng không? Thì ví dụ như là cái phiên này nó break out khỏi cái vùng này nhá, thì khối lượng của nó là rơi vào độ đây, nếu bắt kích trực tiếp vào nó thì thấy là khối lượng là 1,68 là 1,7 đi, khối lượng trung bình là 1,2 thì cũng chưa được 1,5 lắm nhỉ, nhưng mà cái này nó ở vùng đỉnh rồi. Còn thông thường nếu mà break out những cái vùng dưới này này thì khối lượng nó thường lớn, ví dụ cây này, cây này tính ra là nó đóng cửa là nó cũng break out khỏi cái đoạn này, không lớn như cây này xem. Đây cây này. Trông cái này thôi nhưng mà nó cũng tăng 5% đấy nhá. Trông bé bé này thôi. Thì ví dụ như cây này thỏa điều kiện này, 1,96 chia cho 1,1 này là nó lớn hơn 1,5%. Đó thì về cơ bản, hoặc là cây này thì cũng không lớn hơn 1,5%. Về cơ bản thì lớn hơn 1,5% là tốt nhất. Còn không thì theo mình là nó lớn hơn khoảng độ 1,3 là được. Và đặc biệt là đôi khi nó không lớn hơn 1,5%, 1,5 lần von trung bình. Nhưng mà làm sao ạ? Nó so với cây trước đó thì nó lại lớn hơn 1,5 và thậm chí là nó lớn gấp đôi, thì nó thể hiện là cái khối lượng đột biến. Ông thường thường như mình mà nhìn vào cái sơ đồ này thì nó lúc khối lượng nó phải tăng gấp rưỡi rồi mình phát hiện ra, nhưng mà mình muốn mua sớm hơn, bác muốn mua sớm đúng không, dự báo thì mình phải dùng vào cái cảnh báo khối lượng đấy để đoán mua. Nhưng mà như này mình nhìn vào cái sơ đồ này thì nó đã lên rồi đấy, rồi nó trần mất rồi. Thế thì bây giờ như này nhá, bây giờ như này, cái cảnh báo khối lượng đó
thì nó sẽ cảnh báo từ lúc mà khối lượng nó còn, có khi Đấy. nó chỉ chạy được một phần năm thôi, phải không? Đấy, ý anh đang nói là mình vận dụng cái đấy để mình mua breakout hoặc mình bán như nào đấy cho nó phù hợp ấy. Hiểu, em hiểu rồi. Thế thì như này, cái đấy thì nó chỉ giúp bác là cảnh báo là có khối lượng mua bán đột biến thôi, còn bây giờ bác mua breakout thì bác lại phải thuộc cái cách mua breakout, còn cái đấy là nó chỉ đưa ra cái tham khảo về về mặt làm sao ạ, khối lượng thôi. Còn bây giờ khi mà mua breakout thì bác lại phải theo cái phương pháp mua breakout, phải không? Ví dụ như ở đây mình có nói là theo những cái phương pháp mua breakout thì chắc là mình sẽ giới thiệu trong các buổi sau, mình có nói qua rằng là cái vấn đề quan trọng ạ, cái vấn đề quan trọng ấy là cái bối cảnh, tức là giai đoạn tích lũy trước khi breakout này sẽ quyết định thành công của phiên breakout. Được chưa? Thì nếu mà trước đó là một cái nền giá tích lũy chặt này, cạn von này, sau đó là thanh khoản tăng mạnh mẽ này và nó ốp sát lên bên trên này, thì cái việc mà breakout thành công là nó sẽ rất là cao. Thì bác chỉ cần sáng mà thấy nổ khối lượng mà nó báo lên, đúng không? Và cái nền giá trước đó có những cái đặc điểm như em vừa nói thì bác cứ mua. Và đặc biệt là thường là nó sẽ phải ở cuối cái giai đoạn tích lũy, nếu mà tính tham minh thì nó rơi vào độ 3-4 tháng trở lên, đúng không? Hoặc ngược lại, có thể là nó đang ở trong cái giai đoạn là cái này cũng là một dạng breakout này, cạn von này, xong rồi nổ lên này, có thể là nó ở trong cái giai đoạn là tái tích lũy, ví dụ như là đấy, con nào tái tích lũy bây giờ, SSI đi. Đây là thử đánh giá một cái nền giá của nó, đây là nền tích lũy là nó đã vượt rồi này, bây giờ là xem là một cái nền đây, xem cái nền tái tích lũy này nhá. Đó thì có phải là trước đó là bác thấy rằng là trong cái nền này thì trước đó là một cái nhịp tăng mạnh đúng không, còn lớn, sau đó nó tái tích lũy cạn von, cây giảm mạnh này thực ra cũng không có von, thể hiện là không có ai bán ra, ít người bán ra, sau đó là thanh khoản cạn kiệt và 1, 2, 3 cây này lên là tiền vào, 2 cây này là tiền vào mạnh, nó đã có dấu hiệu tiền vào mạnh rồi, chỉnh thì nhỏ đúng không. Thì đến cái cây số 3 này bác thấy rằng là cái nền giá trước đó nó ổn, chen thì đang là tăng đúng không, và đây cây này nổ von đúng chưa, trước đó lại là một cái dạng kiểu như là no supply, chưa đạt no supply lắm đâu nhưng mà tụt von đúng không, và sau đó là nổ von, thường là nó sẽ phi tiếp, tức là mình đánh giá cái nền giá trước đó ok thì nổ von thì mình sẽ múc, còn nền giá trước đó xấu thì nổ von thì cũng chưa bốc bộ. Ví dụ như hôm nay anh vận dụng anh mua con IDG đấy, trước đấy mình đã mua rồi, nhưng hôm nay mình nhìn thấy khối lượng cảnh báo nó tăng vọt lên hàng 180% đấy, cái đầu giờ IDG là hay là mình mua luôn, mình gia tăng cái vị thế đấy, anh cũng phù hợp. IDG hay là mã gì, hay IDC là cái EZC, bác có nhầm không? EZC này nó trắng trần đấy, tức là EZC đúng không? lúc đấy mình đã mua rồi, nhưng mà sáng nay nó Vâng. bắt đầu tăng khối lượng, nó đầu giá nó bắt đầu tăng 1-2%, mình nhìn khối lượng nó tăng vọt lên, thế là mình mua thêm đấy, kiểu kiểu. Đó thì thực ra EZC nó như này nhá, EZC bản thân cái phiên này đã là phiên no supply này. Bản thân phiên này là phiên no supply. Và cái phiên này nó bắt đầu, bác nhìn cái dấu hiệu von tăng gấp đôi so với phiên trước. Nó bắt đầu có dấu hiệu tăng ở phiên này rồi. Nhưng mà nhìn phần trăm thì nó tăng chưa nhiều, đúng không? Nhiều đúng rồi, Nó giá tăng luôn. anh em mà dùng no supply thì nên lưu ý cái vụ này nhá. Là đôi khi sau no supply nó không phải là một cây nổ lên luôn đâu. 50% là nó sẽ nổ lên luôn. Nhưng 50% nó có một cây nó cũng chỉ tăng nhẹ thôi nhưng mà khối lượng nó lại lớn. Đó. Thế thì cây, nếu cây này chưa nổ thì thường là cây sau sẽ nổ. Đấy, mọi người lưu ý cái vụ mà dùng cái no supply này. Nhìn kìa. Còn đôi khi thì là nó nổ luôn. Thế còn mình vận dụng bán như thế nào, nếu mà bán thì trong trường hợp đối tượng nó tăng nó bị bán ra đấy, thì vận dụng Thì nó ngược lại thôi, là bác đánh giá cái nền giá bây giờ nó sẽ có vấn đề là trong giai đoạn này thì chủ yếu là nó có giảm thì nó chỉ là giảm rũ bỏ thôi, chứ còn chưa phải phân phối, cho nên để mà có một cái nền khối lượng giá lớn là ít lắm. phân phối thì nó ít lắm ạ. Nhưng mà cái cách vận dụng thì nó tương tự, tức là
bán thì lại nó phải theo đây, điểm mua gọi là breakdown, tức là nó lại có riêng một cái, em có riêng một cái phần về phá vỡ xuống đó, thì có thể để lúc nào em rảnh em làm cái video về phá vỡ xuống thì mọi người xem theo dõi trên YouTube. Tức là cái khối lượng nó chỉ là một phần thôi, mà mình phải đánh giá cái nền giá trước đó để đưa ra cái khả năng mà nó phá xuống, bác hiểu không? Ok, chắc là hôm nay mình tạm dừng ở đây nhá. Thì còn hai buổi nữa. Hoàng Hoàng ơi, cho em hỏi tí. Vâng vâng. Cái con em đang vừa vẽ này, con cây breakout này thì theo em như thế này là thành công không nhỉ? Em thấy cái điểm target ở trên này nó có vẻ vượt, chắc là break không không thành công ra. Cái cây vuông to này. Cây hôm nay ấy hả? Ừ đúng rồi, đây là chỗ này này, đúng rồi. Ý bác nói là không, có thể là không thành công gì hay là như nào? Đúng rồi, bởi vì có thể là cái khối lượng nó không vượt được cái điểm target ở đây sao? Điểm target là ở đâu đây á, không vượt à, không, cái này. Cái điểm kháng cự ở đây này. Kháng cự ở đây á, bên này á? Cái chùm đến đấy. À. Bác ơi bây giờ để xem nào, nó tăng chân mà. Tăng chân không? Tăng chân mà. Tăng chân nhưng mà anh sợ là sang bên kia anh nhìn thấy có vẻ không đủ ấy sao? Đây là dạ, được rồi hai này, được rồi, bình tĩnh đây đấy, mình kéo này sang đúng không, đúng rồi, sợ là nó không đủ rồi. Đủ tới không, cái chỗ này nó vừa có cái gap mà nó vừa là một cái vùng gọi là con Gerson zone để không biết là được vùng đấy, anh hỏi nghẽn. Là cái này xem nó có thành công hay không ấy. Ừ. Rồi vùng tắc nghẽn đó, thì bây giờ nếu mà mọi người đánh giá nhá, mọi người đánh giá nó mà không thành công là nó phải quay xuống nó ấy đó. Rồi, cứ bình tĩnh, bác cứ bình tĩnh. Con này nó có một cái rất hay. Để mà làm sao ạ? Để mà giá tăng lên thì có hai cách. Để mà giá tăng lên có hai cách. Một là cung cạn đi và hai là cầu tăng lên. Thế trong trường hợp này thực ra là mọi người thấy rằng là cầu nó không tăng lên nhiều nhưng mà cung thì nó cạn đi. Cung nó cạn thật. Ừ. Cung nó cạn đi. Cung nó cạn đi tức là ít người bán hơn thì có thể là ít người là bán hơn thì có hai lý do. Một là nhỏ lẻ chốt lời ít, cái thứ hai là có thể là hàng nó vẫn đang trong tay tay lái nhiều ấy, lái ra nhiều cho nên là càng nói, thậm chí là lái nó mua lên và nó chưa bán, những cái cây to này là lái nó mua và nó chưa bán thế nào cả, thì nó rõ ràng nó càng mua lên thì cung nó càng ít đi, đúng không? Đó thì nếu mà mình đánh giá cái đoạn trước đó thì có phải là cái đoạn này tính ra là đây cả cái đoạn này so với đoạn trước thì cung nó khá là cạn, cho nên là nó kéo một cái cây này khá là dễ, đầu giờ nó đã kéo mạnh rồi. Ừ. Thì bây giờ nếu mà để nói rằng là có vượt được cái vùng này hay không á, ừ. Thì em thấy là cái diễn biến cho đến đây là nó khá là ổn á. À. Cây này tăng trần dứt khoát không dâu ria gì cả, đúng không? Không ừ. Dâu ria gì cả, tăng trần dứt khoát thì nó khá là ổn. Còn để mà vượt qua thì nó có thể là nó cũng mai khi nó tăng nhẹ rồi nó dao động, nó lại tạo ra một cái vùng tái tích lũy ở đây rồi nó lại lên tiếp chẳng hạn, đúng không? Bởi vì anh thấy cái vùng này của nó nếu mà nó không vượt được qua nửa cái đống đám nến này là khả năng nó sẽ bị test lại, khả năng nó dễ bị đảo lại. Thực ra không sao cả, bây giờ cái việc em nói rồi à, ừ, thôi không, cái đấy không chỉ là bàn kỹ thuật thôi. Không, ý em nói là như này, ý em nói là như này, bây giờ mọi người nên quan tâm nhiều hơn cái đến cái xu hướng của nó. Ờ xu hướng đúng không? Thì xu hướng của nó thì vẫn tốt thôi, cho nên là ừ. Còn cái việc ngày mai nó có thể điều chỉnh hay là nó lên tiếp thì thực ra là mọi người cũng không cần đoán đâu. Vẫn là chen lên, ừ, ok. Anh hiểu không? Mọi người cũng không cần trọng. Đoán đấy, được chưa? Chen vẫn ok chưa? Chưa vi phạm gì cả. Đấy, nếu mà ai có thì cứ cầm thôi. Mua thì ví dụ nó đi ngang vài phiên thanh khoản nhỏ kiểu kiểu như này thì lại mua. Đúng không? Không chứ còn bây giờ bảo là chứ bây giờ ngày mai nó tăng hay là nó giảm, lên đây nó điều chỉnh hay là nó phi lên tiếp thì em cũng chịu, em không đoán được, nhưng mà về xu hướng là ok, mọi thứ vẫn đang tích cực và chưa có một cái dấu hiệu phân phối nào, được chưa? Ok vâng đấy. Hoàng cho em hỏi một câu được không ạ? Ok alo anh cho em hỏi chút về kiểu về con VC2 ấy. Thì con này điểm mua của em là để mua ngày 21 tháng 7 và khi một cái cây
nó em mua ở 14.55, nhưng mà có cái cây nến xác nhận này. Đây đây cây nổ này gì? À cây này không không nổ lắm nhưng mà có tăng giá mạnh. Không, em mua cái ở đấy đúng rồi, cái cây đến xác nhận đấy. Rồi Xong sao? tiếp tiếp theo ngày hôm sau thì lực cầu vào đúng không, nó tăng lên, nhưng tuy nhiên đến ngày tiếp theo nữa thì là cái cây nến tiếp theo nó là cái lực bán xuống. Xong đến 2 ngày hôm sau là cái cây cây thứ ba này, nên đáng lẽ là sau cái cây cây nến này là nó phải bật lên đúng không ạ, thì Đấy. xong nó phải có một cây test lại, thì đến hôm nay là nó gần trần. Thì với cái lực cầu như thế này thì nó có thể qua được cái mức ở 17, cái vùng cản 17x của nó Rồi. với cái thanh khoản như thế này. Ý bạn hỏi là nó có vượt được không? Nó có khả năng vượt được không đúng không? Đúng rồi, theo theo nếu mà em theo em nhìn với cái vol này thì khả năng cao là vượt được. Ừ. Thế bây giờ bạn bạn cần là mình cho ý kiến tham khảo xem nó có vượt được không gì. Dạ vâng. Rồi, bây giờ thế này nhá. Với lại em cũng muốn tham khảo ý kiến của anh về cái cách đánh giá cái xu hướng giá dựa theo khối lượng như thế nó có đúng hay không. Rồi rồi, được rồi, ok. Đoạn này, nếu mà xét cả cái nền giá trước đó đúng không? Thực ra được rồi, mình cũng bị lỡ cái sóng penny ở cái đoạn này. Rồi, nếu mà có một trong một cái chu kỳ sau thì chắc chắn là phải ốp mấy em penny nó khỏi phí. Đoạn này thanh khoản cực kỳ là cạn, gần như là không có gì dưới 100 ngàn. Đúng không? Sau đó bắt đầu dấu hiệu vào từ mấy cây này. Nên nếu sau này mọi người mua thì hãy mua ở cái đoạn mà bắt đầu nổ một thanh khoản ở ngay trong nền, chứ còn chờ nó break out thì đôi khi lại tăng mạnh không dám mua này. Chỗ này là phi lên thanh khoản mạnh mẽ này, dấu hiệu của pha D này, mình có nói đi nói lại trong nhóm này. Dấu hiệu của pha D là thanh khoản tăng lên mạnh mẽ, được chưa? Sau đó thì làm sao ạ? Là cầu yếu đi và nó tạo ra một cái nhịp điều chỉnh. Thì nếu mà tính đến giữa của cái nhịp điều chỉnh này là cái điểm này thì thanh khoản nó lại cực kỳ cạn. Thanh khoản lại cực kỳ cạn. Và nó bắt đầu tăng lên, nhưng mà tuy nhiên là nó lại chơi quả, mình không biết là cái quét này là quét quét thật hay là nó nhả 100 cổ phiếu thì mình không rõ. Đúng rồi, bạn thấy cái dâu nến nó hơi Ờ, dài. nó nhả 100 cổ phiếu thôi, chứ còn về cơ bản là nó vẫn là tạo các cái đáy cao dần lên. Đúng chưa? Và thanh khoản thì sao ạ? Thanh khoản cũng cao dần lên. Đúng không? Thế thì nếu mà nói về quý gọt phía đây nhá. Đây là pha D này, pha D này. Đây là pha A này đúng không? Thì thanh khoản đây cao dần lên, cái cây này là cái cây cây trần trước đó không tính nhá, chưa đến cái chết đinh này đâu. Thanh khoản cao dần lên và lớn hơn cả cái đoạn bán ở đầu này, đúng Đúng không? rồi. Thì nếu mà về lý thuyết là nó hoàn toàn hợp lý và cái đà tăng này nó khá là tốt. À. Đúng không? Còn tuy nhiên là lên trên này thì bạn nhìn này, nó tạo các cái LPS, LPS thì lên đây cũng có thể nó tạo LPS rồi nó lên, hoặc nó có thể là nó lên luôn, đúng không? Nhưng mà hiện tại là cái xu hướng nó đang khá là tốt. Nếu mà bạn đang cầm cổ phiếu thì bạn cứ cầm, không phải bán chờ chỉnh gì cả, cứ Dạ cầm vâng. được chưa. Đó thì là về về lý thuyết thì nó là đang như vậy và mình thấy nó cũng khá là ổn. Còn có thể là ngày mai tăng hay giảm thì mình không biết nhé, mình sẽ không trả lời được câu hỏi ngày mai tăng hay giảm, hoặc là nó có vượt luôn hay không, hay là nó tích lũy vài phiên, cái đấy mình cũng không trả lời được. Nhưng mình chỉ nói là xu hướng tăng Em hiểu, em khá là hiểu. tốt. Ừ. Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi, chào bạn. Dạ vâng. Đó. Ok. Có ai hỏi gì nữa không ạ? Bao giờ có buổi tiếp anh nhỉ? À, buổi tiếp là vào thứ hai nhá, thì để em sẽ nhắn vào trong nhóm. Ok, thì chắc là hôm nay cũng muộn để cho mọi người nghỉ ngơi nhá. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ nhá. Thì tối thứ hai và tối thứ tư sẽ là hai cái buổi tiếp theo. Thì mình sẽ đi cụ thể vào các cái liên quan đến phân tích kỹ thuật. Còn buổi hôm nay là mang tính chất tổng quan, giới thiệu và nói sâu về cái chu kỳ của thị trường. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Chào anh em nhé. Thanh, cảm ơn em nhé. Cảm ơn Rồi, Hoàng. cảm ơn. À, Muộn muộn nhé. nhá. Em cảm ơn anh nhé, chúc anh ngủ ngon, em chào anh. Rồi, chào mọi người. Xin chào.